Chào mọi người, chúng mình là nhóm chơi campaign D&D Thám Tử Nước Sâu. Trong buổi hôm nay, chúng mình không chơi câu chuyện chính mà đi vào một câu chuyện phụ ở trong quá khứ để phát triển thêm backstory của nhân vật Minh và Yuki. Buổi hôm nay cũng là một buổi one shot để thử xem bạn mới Nho Xanh có phù hợp với nhóm chơi của chúng mình không. Và hôm nay, Linh sẽ là người dẫn chuyện. Xin chào mọi người, mình là Linh. Hôm nay sẽ mình xin phép gọi là tạm thời thay thế vị trí của Thiện ở vị trí Dungeon Master. Câu đây thì mình xin phép là đầu luôn của thoát của chúng ta. Đó là một cái ngày bầu trời mưa bão. Cái đoàn xe của người quý tộc đã bị kẹt lại ở giữa rừng. Những cái cơn gió mạnh cực kỳ là mạnh làm khiến cho những con ngựa nó lồng lên. Trên xe hiện giờ có 3 người. Một cậu nhóc F quý tộc, một đứa một hiếm hoi mới được đứa trẻ F hiếm hoi của những người những yêu tinh này. Có một người gọi là bảo vệ và cổ thiện. Thiện giới thiệu qua về nhân vật cổ thiện đi. Hôm nay Thiện roleplay một bác Gem Dragonborn tên là Thân, bác Thân. Bác này có nước da màu emerald. Emerald tiếng Việt là màu gì nhỉ? Emerald lục bảo. Không, đúng không? Kim bạch kim. Đúng rồi, lục bảo. Vừa Google bảo thế rồi. Bác này trước đây từng là một mạo hiểm giả kỳ cựu, nhưng sau một vài chấn thương suýt chí mạng khiến cho cơ thể không còn hoạt động được như cũ, giờ bác làm bảo vệ tư cho một gia đình. Nghĩa ơi, nhắc tường gia đình họ gì ấy? Nhà Lưu ấy. Nhà Lưu anh ơi. Để cho tiếng Việt thì nhà Lưu anh ơi. Ok. Nhà Lưu là một gia đình Paladin, hiệp sĩ rất được trọng vọng, có chức có quyền ở thành phố Baldur's Gate. Trước đây bác Thân đã đội ơn nhà Lưu rất nhiều. Và hiện tại nhiệm vụ của bác ấy là bảo vệ cho cậu quý tử của nhà Lưu, cậu chủ Minh được chơi bình nghi. Bác ấy sẽ bảo vệ Minh bằng cả tính mạng của mình. Về mặt tính tình, bác Thân là một người điềm tĩnh, cẩn thận, trải đời. Đối với người quen thì hết mực tin tưởng, hỗ trợ, nhưng với người lạ thì có phần soi xét và thực dụng. Và đó là bác Thân, bảo vệ của cậu quý tử Minh nhà Lưu. Trên xe hiện giờ vẫn còn một người nữa, là một người hầu, một trong những người hầu của Nghi. Đó là nhân vật cỏ Nho Xanh. Nho giới thiệu về Nolemon của em đi. Anh tưởng em thích anh mô tả như vậy. Câu thi em thích, nhưng mà đây là... Em có thật sự vui cái class mọi người xem lần trước ấy. Cái con class đô lại em. Tôi nghĩ là một con fighter nhưng nó không, nó là đấm bằng tay không, nó thay vì cầm kiếm chị ạ. Sau khi em compare ấy. Vậy là một người hầu là một fighter. Không hẳn là không phải là con lô lệ, nhưng vấn đề là chính số nó y con fighter. Ok. Nho gửi cho anh cái token nhân vật của em nhá. Đây á. Đây á. Race con này là gì? Human thôi, em không có các ảnh, em hết ảnh rồi. Google không thể tài trợ cho chị này. Khổ lắm. Lừa dối thật. Em xin lỗi brother. Khi mọi người, đây là... khi anh Thân anh tỉnh dậy và cố gắng đưa cái đoàn xe trở về cái đường mòn cũ, thì những con ngựa nó lồng lên và nó bỏ chạy mất. Anh đi xe, thay vì có hai con thì mất một con ngựa, một con còn lại khiến cho chiếc xe trở nên chậm chạp, và anh ấy đã cố gắng tìm đường ra nhưng không hiểu sao chiếc xe cứ đi thành vòng tròn. Có một cái ngôi làng nhỏ ở gần đấy, nhưng hiện giờ chưa quan trọng vì việc đưa cậu chủ về nhà là quan trọng nhất. Nhưng không hiểu sao mình đi trên con đường thẳng nhưng cái cửa làng xuất hiện đi xuất hiện lại vẫn là nó, cái ngôi làng phủ đầy cái âm khí. Thậm chí không có cả tiếng quạ kêu. Lúc này thì Nghi, nhân vật Minh chưa tỉnh. Nhân vật Nho tên là gì nhở? Để anh nốt lại. Nho là Nho thôi. Nho à? Ok. Và Nho cũng chưa tỉnh lại luôn. Chuyện này diễn ra tầm khoảng bác Lưu sẽ để khoảng bao nhiêu lâu thì bắt đầu là gọi Nho dậy. Bác Lưu. Bác này, bác thân, sorry. Sao tự nhiên bố em xuất hiện à? Nếu đã đi lòng vòng cả buổi rồi và không thấy có tiến triển gì
thì bác sẽ bắt đầu gọi Nho dậy trước. Thì hiện giờ hai người vừa mới tỉnh dậy và coi như là Thiện đã đi một vòng thôi thì là mới gọi dậy ngay lập tức. Lúc này hai người biết cái tình trạng đấy thì sẽ làm gì? Nho, nghĩ là chuyện này mới quan sát xung quanh và thấy thế nào? Cháu không biết nữa. Cháu chưa thấy những tình cảnh này bao giờ. Bác chưa giờ bác thấy tình cảnh này bao giờ. Không. Nhưng cái không khí nơi này rõ ràng là có bị ảnh hưởng bởi ma thuật. Có phần hắc ám ở đây. Trường hợp này thì kiểm tra một vài chỗ. Bác muốn tách lẻ ra hay là đợi tí? Anh em có gì không? Tôi bị em ạ. To lên chút nữa. Đây là lý do sao ngồi thẳng hô. Nhưng em biết em là cái laptop. Em ôm cái laptop như này này. Cố lên em, mọi người sắp nghe giọng em rồi. Nghe được gì chưa? Làm ơn, please. Nghe rồi. Em không thể, em không muốn để em giọng em cao nữa. Thể không thì kiểu anh em bảo mày tính mày cục xúc quá. Cháu nghĩ là bây giờ thì chắc là lên đi gọi những người khác trước thì cứ nếu cả hai bác cháu đều không kiểm tra khu này thì cũng không ổn lắm. Thì em ơi cho hỏi trong đoàn mình xem mình còn bao nhiêu người nữa? Đoàn mình còn cái xe này còn đúng hai người đấy thôi. Có bảo vệ. Bác có muốn gọi cậu lên luôn, có mình lên luôn không? Hay là thôi hai bác cháu mình cứ đi kiểm tra xung quanh. Với tình hình này thì gọi nó dậy đi. Có vẻ là có những nguy hiểm rình rập ở trong khu vực này và tỉnh táo để chuẩn bị thì vẫn tốt hơn. Bác thân đưa tay ra lay mình. Mình, dậy đi con. Từ từ, mồm em đầy đồ ăn. Sống đang đi lấy à? Mình nó mơ cái gì mà cháy cả rãi à? Là hết ăn giọng không? Mình kiểu tỉnh dậy nhưng mà vẫn đang mơ là mình đang ăn. Vẫn nhồm gà nhồm gà. Đợi một tí ăn nốt đã. Bác thân lay bằng tay đúng không? Chị nó cạp luôn cái tay của bác. Vậy nhưng mà tay của bác ấy là gem ấy. Đá mà. Ngon. Từ từ hôm nay mày miếng gạo bánh. Sao hôm nay bánh mì cứng quá vậy? Bác thân sẽ lấy cái tay vẫn đang bị cạp bởi mình đấy, xong rồi lắc. Thôi để cháu thôi chắc là để cháu gọi cô chủ dạy cho. Cậu. Nhỏ xanh sẽ đi đến sách. Để hai, nhét hai tay vào hông vào bách này, nhấc lên. Ủa, mình về tới nhà rồi hả? Sao hôm nay nhà mình tối quá vậy? Chưa cô chủ, tình hình là rất tình hình, nói chung là cả lúc mắc kẹt. Thực ra thì mắc kẹt cũng đâu phải là một tình huống xấu đâu. Như vậy mình có thêm thời gian để đi chơi rồi đúng không? Có thêm thời gian để khám phá thế giới xung quanh này. Đâu phải lúc nào mình cũng được ra ngoài lâu đài đâu. Đi chơi. Tôi như là trong cái nghĩa địa nhưng mà cấp cao hơn ấy. Lần đầu tiên tới nghĩa địa đi chơi. Lúc này thì ở trong lúc mà kiểu nhìn thấy cái cảnh đi vừa cắn vào tay của thân. Ta bảo là ôi cái bánh này cứng quá. Sau đấy khoảng vài giây thôi, một quả táo nó bay ra từ trong rừng. Sao mà chúng ta không thể ăn một quả táo mà sống đến cuối đời được? Thế thì hai quả táo thì sẽ thôi không mà. Dù sao thì có vẻ như là người cùng hoàn cảnh. Thế mà bây giờ mình cho người ta táo lên nữa, người ta cho mình cái tay đấy đi sao? Không gặp được, nhìn xem cái thằng kia nó gặp mẻ mồm ra rồi kìa. Nó giống kẹo ấy. Không. Nhưng mà cái tay để mang đi bán thì chắc là được. Nhưng phải ra ngoài này thì mới bán được. Nhưng mà thấy họ có xe ngựa kìa. Chỉ có không ngựa thôi. Nó xe đi đến người ta gọi quả táo đi. Quả táo. Lấy lại quả táo đi. Chủ ăn. Tớ gọi rồi. Chủ ăn quả táo này không? Cảm thấy con phải hơi đói. Đúng mày. Thế thì Yuki sẽ chạy đến. Cậu ăn táo không? Không mình xin lại. Số thì nó xin mất cất quả táo đi ngay lập tức. Bèo vậy. Ở đây có người nè. Một đứa 8-9 tuổi. Trông như kiểu 10 tuần rồi nó chưa tắm. Siêu bẩn. Ở đằng sau lưng ra là một đứa nhóc 8-9 tuổi nhưng tóc tím. Chồng cũng 1 tuần rồi chưa tắm. Đứa này là 1 tuần chưa, 10 tuần chưa tắm. Cũng kiểu Yuki là mọi người mà đứng gần là thấy nó có hỗn hợp như thể loại mùi hương của cỏ cây rừng rụng, sông nước, bùn đất và chắc là không có cái gì đấy bẩn lắm đâu. Wow. Cũng lắm là nó hơi giống mùi của bãi phế liệu đó. Bác thân sẽ đưa tay ra và đặt lên tay của Nho đang cầm quả táo. Cẩn thận, những đứa trẻ này mình không biết là ai.
Đừng ăn táo chúng nó vội. Dũng ăn à? Thế thì lúc này Yuki sẽ chạy ra Yuki cầm lấy quả táo rồi ăn con mẹ luôn. Đừng, không có thể ăn. Đừng ăn. Trời ơi, mà ai mà sao người, mà ai mà sao người biết mùi thế? Khiếp, bao lâu rồi? Ồ, đây là từng hộp với hòa hợp với thiên nhiên đấy. Không sao mình nghèo ấy Yuki. Còn chị không cần phải lo lắng về quả táo đấy, không bị mùi rồi. Ừ, nhưng mà em tưởng ai cũng nghèo. À, trông mấy người này không nghèo lắm, ừ. Trong chung họ không nghèo, người nghèo là mình á. Ừ, lúc này Yuki sẽ bắt đầu ý thức được giai cấp xã hội nó phân biệt. Xong rồi là nó sẽ bắt đầu dịch sang bên ngoài một tí như thế này. Xong rồi đi con đường cũng cầm tay kéo không? Kiểu kéo ấy. Đều có một hai đứa kiểu mỗi đứa ném một nửa sau thân cây, còn hai đứa lại thò nửa mặt nhìn. À, lúc này thì Yuki cũng sẽ nói chuyện được. Ê, em nói là như là mấy đứa kiểu như là mình mà cứ nói chuyện với lại cả bọn tộc là kiểu gì cũng bay đầu đúng không? Thế tốt nhất là mình nên mình ăn hết 6 quả táo đây đi. Sau đó bắt đầu lôi quả táo ra ăn tiếp. Nào. Mình không ăn hết 6 quả táo mà mình cầm 6 quả táo này đi chỗ khác. Mình đi hoài từ 10 quả táo rồi còn 6 quả táo thì cũng đã ra khỏi đây đâu. Thì mình cứ đi mình có tận 6 quả cơ mà. Nhưng mà cho người ta cười còn đi lâu hơn mình, sao người ta có nhiều tin tức hơn để em gọi ra, chị cứ để đấy. Nhưng khi quay ra hai người tôi chẳng bầu đấy. Chúng tôi vẫn đang chờ câu hỏi từ hai người, chúng tôi đang chờ câu trả lời từ hai người đấy. Mọi người vào đây như nào đấy, hay thế. Mọi người nhớ cái đường lấy chỉ cái xe. Thì nhau, mình là Yuki, xong rồi nó chia tay ra để nó chuẩn bị bắt tay với nhau. Xong nó nhận tay nhau cũng là quý tộc, nó sẽ lau tay một người một tí rồi bắt tay. Nó xanh kiểu tay nó bắt tay. Cái đường nó đang ngó kiểu xem cái tay mà Yuki bắt tay nhau có bị đứt đường ra không ấy. Rồi các cô, các anh có thể kể cho tôi biết là các anh đến đây bao lâu, đến đây kiểu gì và các anh là ai được? Ở đây à? Ở đây thì kiểu cảm giác là sáng cũng như tối, ngày cũng như đêm, lúc nào thời gian nó cũng trôi qua. Chỉ có thứ duy nhất mà mình đếm được không phải trăm quả sao mà là từ 10 quả táo, còn có 6 quả táo thôi. Lên nhau mà đúng là lúc nào cũng đói. Nhưng mà ở ngoài kia lúc nào cũng đói, trong này lúc nào cũng đói, nó cũng như vậy thôi. Số khác nhau lắm. Thế mọi người thì sao? Mọi người ở đây lâu chưa? Chúng ta ở đây... Mình ở đây lâu chưa? Cả buổi rồi, nhưng đi lòng vòng mãi, có vẻ là vẫn dậm chân tại chỗ. Ừ, hình như là hết ít hơn mình đúng không Đường? Ít nửa ngày sao mới hết 4 quả táo được? Ừ, đúng rồi. Nửa ngày mình hết 1 ngày chỉ có nửa quả táo thôi. Đúng rồi. Ừ. Cắn miệng đấy. Cắn lắm. Mình xin phép một tí. Bây giờ hai bạn đã sáng tạo ra một cái từ mới gọi là đồng hồ táo. Nho xanh nghi ngờ trình độ thông minh của hai người này, đối lại một bước, lấy tay bịt miệng như này. À, thì ra đây là cái mà mọi người hay nói, mấy cái mà biểu hiện của mấy cái người lớn mà cứ suốt ngày bảo là một trẻ con này chúng nó không biết cái gì hết đâu. Đấy, đi hẹn cái mặt đấy luôn. Không, tiếp theo người ta sẽ bảo là cút ra kia đi, mày bẩn quá. Ngoài đường mình nghe cô đấy kiểu lắm. Ừ. Thì thôi mình sẽ cứ đi luôn đi. Nhưng mà để họ ở đây xong rồi, nếu đâu họ có chục quả táo thì sao ta? Không hẳn. Nếu như mà hai cô thực sự không biết phải làm gì thì chúng ta có thể ở nhóm lại. Ít nhất thì chúng tôi vẫn còn một chút để ăn trong mấy ngày tiếp theo. Không xe ngựa. Được. Ăn đủ cho hạ 3 người ăn trong là khoảng 6 khẩu phần ăn. 6 khẩu phần ăn và chia ra mỗi nhóm một khẩu phần ăn thôi, mình ăn dễ. Mình thỉnh thoảng lướt cái xe của hội nhà Lưu. À, nhiều đồ ăn lắm Đường ơi. Nghi mày có option nữa. Nho xanh quay đầu lại nhìn về bác, ánh mắt bác ơi, cho bác ơi, cái này cho phép bọn đi cùng mình được. Bởi đứa bọn bầy. Ui rồi, bọn cháu ở đây lâu hơn mọi người nhiều. Có biết làm trò gì không? Cảm giác như là bọn họ chỉ như là chúng ta không có kiểu gì đâu bác. Đúng rồi, cháu không biết đánh chồng nhưng mà cháu biết đánh như thế. Ta có thấy một ngôi làng ở xa xa phía đằng kia, bọn cháu có thấy không? Và đã đến nó chưa? Bạn này mình xin phép có thể mô tả. Mỗi khi hai người đi lại gần cái... Sao hai người không lại gần cái ngôi làng đấy? Bởi vì là mỗi lần tiến vào gần, mọi người sẽ bắt đầu nghe thì tiếng khóc từ rất xa, khóc của trẻ em. Bọn cháu sợ vào đấy, nếu khóc mặt thành nốt.
mấy quả táo còn lại thế là cháu không vào. Đúng rồi. Ừ, cứ lại gần cái chỗ mà kia kìa, xong rồi là chỉ là kiểu lúc nào mà cứ gần gần đấy một tí là sẽ có tiếng mấy đứa con nít nó nhẹ, mà theo như kinh nghiệm của cháu thì bọn nó khóc, một là chúng nó bị bạo hành, hai là chúng nó đang đói, và kiểu gì thì mình cũng không nên dính vào, nên là ở ngoài này. Đúng, một là mình sẽ đói cùng, hai là mình bị đánh cùng, không được. Rồi. Hai người đã bao giờ nghĩ đến trường hợp tệ nhất đấy không phải là trẻ con chưa? Là trẻ con là cái gì? Ừ, không phải trẻ con. Cái này lớn, cái này điên đi. Ôi. Ừ, lớn rồi còn không nhẹ. Nó xem quay đầu lại thì thầm với bác. Bác lại sống hình như cái này tôi chọn này không tốt cho lắm. Cái này có lên ăn đúng không? Bác thân không nói không rằng, nhìn từ trên xuống hai đứa trẻ này một hồi, rồi bác quay lưng đi, quay ra phía đằng sau cái xe ngựa và lấy ra một ít quả lê ném cho bọn nó. Ơ, thêm được khác. Rồi. Ô, mình chứng tình bạn. Em sẽ lấy một quả lê của bác thân rồi em đặt lại quả táo cắn dở vào tay của bác thân. Quả táo có hẳn hai vết cắn dở. Tôi hiểu một vết. Nêu xanh rút quả táo ra. Nếu mà cô cần thì tôi xin trả lại. Đưa tay ở dưới, táo ở đâu là trong tay của bác thân. Không sao, mọi người cầm đi, cho em là cái gì người ta gọi gì nhỉ? Có qua có lại, nếu mà lấy một mấy cái suốt người ta bán mình đi đấy. À. Đúng, bây giờ mọi người cho bọn em quả lê, mọi người phải cầm quả táo. Đúng rồi, đây là luật trao đổi công bằng. Luật hoa quả. Đúng rồi, nhà thế là bình thường. Đúng là quả táo không chịu của ai. Mà thôi nhé, chắc mọi người không biết đâu. Lúc này nếu như bác thân bắt đầu để ý đến cái ngôi làng đấy, bác sẽ để ý rằng có một cái biển tên của ngôi làng nó hơi xa một chút, bác ấy nhưng mà nheo mắt lại vẫn có thể nhìn thấy được cái tên đấy. Tên ngôi làng là Arovian. Mọi người biết rằng đây là, bác sẽ biết được là ngôi làng này thuộc về gia đình quý tộc Rusker, là cái nhà quý tộc mà mẹ đốt cho mọi người rồi đấy. Thôi bác định hỏi là ủa nốt ở đâu nhỉ, xong nhận ra mình là mẹ thì biết quý tộc nào. Thôi mình Nghi cũng biết đúng không? Nghi và Nho cũng đã đọc ở đấy rồi đúng không? Ok. Ừ. Nhưng mà cái dòng chữ Barovian nó bị gạch đi, bị rất nhiều vết gạch ngang, và có vẻ như có gì đấy viết bên nhỏ bên dưới. Bác thân sẽ bảo Nho ở đây trông mấy bọn trẻ, còn bác ấy sẽ tiến lại gần cái biển đấy, cái ngôi làng đấy để nhìn rõ hơn. Cúi đầu chào bác và cầm tay hai người kia. Hai người đi theo tôi để tôi dắt mọi người ra tìm gì đấy để thay thế thay bộ quần áo cho mọi người. Ok, xong rồi Yuki sẽ cầm tay của Nho Xanh dắt xuống lại. Đây, để đường cầm nốt tay còn lại. Tôi đứng bùng một nhịp còn... tôi còn không đẹp. Mình nhau. Đứng nhìn, mình đứng nhìn Nho bị lát như cái xích đu. Nho Xanh nhìn sang cậu chủ ánh mắt yêu em, cậu ơi. Nếu mà thấy Đường thấy Nho nhìn xem đấy, Đường sẽ nhìn theo. Có một bạn nữa chú kia, kéo nước kia. Mình không thể để ai lại một mình được. Đúng rồi. Tiếp tục dùng. Không được, không được kia. Hai người không. Trời ơi, Nho còn cái chỗ nào nóng được không? Hết tay. Nắm chân không. Đường sẽ thỏ ra. Đường sẽ thỏ ra một bàn tay đó, phải gọi là bố của bạn. Hay là nắm ba đứa tung tăng vui vẻ đi. Khi mọi người đến đây, mọi người có thể thấy rằng cái dòng chữ Barovian đã bị gạch đi. Ở bên dưới có một cái dòng chữ khác, đó là nô lệ, thuộc về Strahd. Linh cho hỏi là nhân vật bọn mình có biết Strahd là ai không? Mọi người sẽ không biết đi. Đấy, nó sẽ như này. Mình vẫn đang đi thay quần áo. Mình hên si tiến hình. Ngôi làng này, nếu như thân, bác thân đã đến gần đến cổng làng rồi, sẽ thấy rằng những ngôi làng ở bên trong, những ngôi nhà ở bên trong làng này vô cùng là đổ nát. Nó không đổ nát theo kiểu là ngôi nhà bị vỡ đâu. Nó đổ nát theo kiểu dường như tất cả những người trong làng đã biến mất cùng một lúc. Sự sống đột ngột biến mất. Những cái... và... kỳ lạ rằng bác đã nhìn vào đấy, những cái cửa nó đã bị khóa lại từ bên ngoài, nó bị đóng đinh và dùng những gỗ để bịt hết tất cả các lối vào.
ở tất cả các cái cửa, cả cửa sổ. Con đường ở trong làng thì phải tầm nửa năm rồi không có ai đi lại qua đây, cũng có nhỉ, không có người đi lại thường xuyên ở đây, chứ không phải là không có người đi qua. Chỉ thế thôi, nếu mọi người chưa bước vào bên trong chỉ có thế thôi. Mình đi vô làng thôi bác. Bác thân sau khi mà soi xét ở trong làng một chút, kiểm tra xem là ít nhất ở trong cái không gian ngay gần đấy không có mối nguy hiểm gì rình rập, thì bác ấy sẽ quay lại chỗ xe ngựa và mọi người. Hiện tại chắc là đang thấy Nho đã giúp cho bọn trẻ con kia thay đồ trông tươm tất hơn và có ăn ít táo, ít lê các kiểu. Tưởng tượng giống như con Mickey, con Donald. Dùng kia là một bộ áo, đưa là một bánh quần. Còn một chút nước với hai người, có muốn gội đầu luôn không? Tôi gội hộ cho. Ơi, đầu không quan trọng mà cái đấy là để uống. Đúng, nó phải để uống, nó còn để gội đâu. Đúng rồi, đầu thế nào là được. Thật. Đúng rồi, bọn Mickey. Có ai dưới đầu nữa. Ừ. Không có mùi gì hết, không có, chắc thế. Đây đây, nếu đánh giá theo mùi thì lúc nãy mình đã roll thử một cái rồi. Có hôi không đấy, 4 là hôi thì ra 5, vừa đủ thơm. Rồi đấy, mọi người nhạy cảm, sao đâu. Chưa lên mốc. Chuyết nhất một tháng trước trời nó cũng mưa, cũng có cọ chứ bộ. Đúng rồi. Rồi là lúc mà em đi cử gần đến cái trước khi phải lạc ở đây ấy, thì có cái đoạn suối còn tí mình cũng chảy nó lăn lộn một tí. Hiện tại bác không thấy có ai ở trong làng cả, nên là nguy cơ bị cướp khả năng cao là không có đâu. Nhưng mà không có ở trong làng thì có ai khóc à? Bọn cháu thấy trẻ con khóc nè. Bọn cháu thực thấy ra thì một số loài chim nghe tiếng kêu của nó rất là giống tiếng khóc. Oh. Ui, còn có cái chim khóc nữa. Ừ, là mình được một tên đồ ăn nữa. Thịt nướng. Dạ. Ê, Yuki ơi, không biết bao lâu rồi không được ăn thịt. Trời ơi, nhớ miếng thịt nướng. Lần đấy là hồi ở doanh trại ấy. Nho sai nhìn về phía bác, nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào ở đấy. Sinh vật như là chim chuột này, bác chưa để ý. Nhưng có vẻ là ở đây không còn chỗ nào khác để đi. Theo như hai đứa bé này đã nói, ở đây cũng lâu rồi, thì đấy là chỗ duy nhất mình nên đến. Nếu mà ở đấy không có bất kỳ dấu hiệu sống nào nhưng vẫn có tiếng khóc, cháu nghĩ là nếu bây giờ chúng ta cảnh giác gấp đôi. Nhưng mà nếu bạn ấy với bảo là có chim gì không thể chào bạn, nhưng mình là Yuki. Hello. Bắt tay. Bắt ba. bây giờ mình cứ đi vô đi, tại vì hai bạn này ở đây lâu rồi, hai bạn chỉ mình thằng Minh nó mới chỉ qua cái đường bên trái, mấy bạn đi cái đường bên này mấy bạn có đi ra không? Đi qua đây 10 lần luôn. Là không ra đúng không? Đi luôn. Ừ, đúng rồi. Cái đường bên phải là đi có ra không? Là cút hở đi 10 lần luôn. Vậy suy ra chỉ có mỗi cái đường đi vô làng thôi. Mình đi vô làng nè. Yeah. Ừ. Nhỏ. Vậy là mọi người sẽ... bắt thân vào tiếp đi. Ra đây bác hỏi làm gì? Nhớ cái nhà Dulusk không? Mà thỉnh thoảng nó qua thăm ông bà chủ. Nó qua thăm chúng ta đúng không? Những cái ngôi làng ở phía trước là ngôi làng Barovian, là trốn ở của cái gia tộc đấy. Khi vừa nói thì vẫn vừa dắt cái xe ngựa đi, bọn trẻ con, ba đứa trẻ con có thể là lúc lúc đằng sau nói chuyện xíu xít. Thân thì nó nói chuyện riêng với Nho một tí thôi. Thế chỉ cho Nho cái biển. Barovian bị gạch chéo đi. Có vẻ là cái gia tộc đấy cuối cùng đã bại sản rồi. Ta đoán vậy. Ngôi làng... Nó không chắc nữa. Ngôi làng thì được bao bọc trong ma pháp kỳ lạ. Nhìn thì lại không thể có bất kỳ sự sống nào. Hoàn toàn như bị bỏ qua 100 năm vậy. Nếu cháu chẳng biết được là có bất kỳ thứ gì hay bất kỳ sinh vật nào có thể gây ra được cái sự tàn phá cỡ như này cả. Bác nghĩ chúng ta phải vượt qua chỗ này không? Anh nghe em gì không? Có nghe được. Bác để chậm tôi suy nghĩ. Thì roleplay nhân vật này khá là yên lặng hơi nhiều, nhưng mà suy nghĩ nhiều. Cái xe bắt đầu tiến dần sâu vào trong làng. Mọi người có thể thấy một cái đài phun nước vẫn còn nước ở khá là xa cái cổng. Mọi người có thể nghe thấy tiếng nước sắc rách ở đấy. Nước trong có sạch không? Nước kia. Khi cái xe tiến lại gần thì nước
trong trong đến mức giống như là nước ở trong những cái đài phun nước nhỏ để người ta uống luôn ấy. Thế thì trên người có bao nhiêu cái túi nó bắt đầu một cái cốc phát ra. Lấy một cái cốc múc nước lên đổ nước ra giường. Nào sao lại đổ nước không ra giường? Có gì đặc biệt xảy ra cả? Em bắt đầu lấy mấy quả lê quả táo ra cho vào rửa. Đúng rồi. Còn là con đường là bắt đầu kiểu bao nhiêu túi tiếc các thứ là mang ra đựng nước. Ở bên dưới cái ấy của cái đài phun nước đấy vẫn có một ít rêu như bình thường thôi, thì nó không phải là sạch bong đâu. Chết, nó không sao, rêu cũng không chết. Đúng rồi, của nó hơn. Này, rửa tao. Bác thấy kỳ cục không khi mà một cái nơi hoang tàn như này mà cái đài phun nước vẫn có thể hoạt động, thậm chí là nước của nó còn trong một cách bất ngờ nữa. Ta đồng ý, còn chú Minh. Đó là bất khả. Tạm thời đừng lấy nước này vội. Dạ. Yeah. Tạm thời đừng lấy nước này. Hai đứa kia nó đang chuẩn bị bơi, nó chổng luôn rồi chú. Đang gọi đầu. Gọi đầu này. Tôi nghĩ là chúng ta nên kệ họ ở đấy đi. Ta không cần phải quan tâm đến họ đâu. Cookie có rửa mặt ở đấy không? Em không, em vẫn đang rửa táo với rửa lê. Đang đựng nước nữa. Trong lúc hai người đang gọi là táp cho những cái đồng hồ của mình, những cái quả đồng hồ còn lại thì đột nhiên mọi người nghe thấy những cái tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ. Dấu không, nó là ăn được một cái tiếng âm thanh vang lên thì có thể nghe thấy một cái giọng rất quen thuộc. Mình có thể nghe thấy một giọng rất quen thuộc của một người bạn của em đã lâu không gặp. Ôi đừng sợ, con của chị. Trời ơi, rồi là sẽ có người qua đây giúp chúng ta thôi. Ôi, chị ơi, nhưng mà em sợ quái vật lắm, em đói nữa, em không thích ngủ ở ngoài đống rơm nữa đâu. Em cho hẳn táo vào trong quần luôn. Cái tiếng này. Mọi người nhìn theo cái âm thanh đấy có thể thấy ở cuối làng một con đường khá là đẹp dẫn đến một cái dinh thự. Cái dinh thự này là nó là cái cửa của dinh thự này không khóa lại như những cái ngôi nhà khác. Ở bên ngoài sân cánh cổng đang mở, và ở trước sân mọi người có thể thấy hai đứa bé đang ôm nhau ở đấy. Một đứa bé gái và một đứa bé trai. Đứa bé trai có vẻ đang khóc và rút đầu. Em lấy quả lê ra cái em vào người. Không anh thả ra em kéo ra. Đây không. Một quả lê và một quả táo dưới đây. Là một ngày đấy. Em cầm tay nhiều kinh lại. Không được. Tách ra để giật quả lê. Thôi gì từ từ mình bình tĩnh nói chuyện. Đây, nó sẽ đưa cho hai viên sỏi. Ném này đừng ném phần lên. Nhưng mà sỏi sao ăn được. Tốt nhất là đừng ném gì. Đừng ném gì cả. Từ từ. Đây cũng có thể là những đứa trẻ bị lạc khác. Có thể cũng như hai đứa này. Bác xem mà bác ở lại đây đi để nó lên hỏi chuyện bọn họ. Ok. Cẩn thận mấy đứa nó cắn. Ok. Cẩn thận đấy. Nhưng mà mình có cắn đâu. Nhưng mà trong chỗ mình có đứa cắn thật mà. À ừ đúng rồi. Xin. Để bác cẩn thận không, chúng nó cắn đấy. Bác bị cắn quen rồi. Đứa mà đấy nó cắn. Bác thân mở ngoặc lương thực dự trữ. Đúng không? À, tiếp nào. Lương thực dự trữ là giọt to. Nó xanh như để hai người chính chào. Hai người cũng là những người bị mắc kẹt ở đây sao? Người chị quay sang nhìn Nho. Trong ánh mắt của người chị có vẻ như phát ra một cái sự gọi là tuyệt vọng ở đấy. Còn đứa em thì vô cùng sợ hãi nhìn thấy Nho. Nho chắc là nhìn có đáng sợ không nhỉ? Hay là đúng như cái hình Nho mô tả? Anh không tưởng tượng được Nho trông như nào cả. Ôi, thì cái hình em gửi. Anh có thể tưởng tượng cái mặt của em một cái mặt như thế. Còn cái body của em không? Tại có body đấy là của một rồng. Một con rồng à? Người em hét lên, quái vật kìa. Tôi cũng hét.
Ờ, ừ, chị, ôi, ôi được. Rồi chị quay ra, ôi, không phải quay vặt đâu, không phải quay vặt đâu. Ờ, nhìn anh quen lắm. Tôi đã gặp anh ở đâu đấy rồi thì phải. Cậu, anh có phải à, nếu như mà... người hùng không? Anh có phải là người đến cứu chúng tôi không? Nếu như mà cô muốn tin tưởng. Ừ, đứa bé này rồi. Thôi không. Đứa bé, cái người chị đấy. Quay quay nhìn một lượt. Hãy để tôi dắt hai người. Nhìn ạ, lúc mà bà chị nhìn là em sẽ cầm quả lê em vẫy vẫy rồi. Mày mới tay xuống, cầm quả lê đi. Em muốn ạ. Em muốn ăn táo, ăn lê. Trời ơi, em không muốn ăn gì nữa, trời ơi. Thôi mà chúng tôi đang cắm chặt, đang cắm ở đấy, cắm sẵn. Ít nhất thì đông người nó sẽ đỡ hơn, đỡ sợ hơn cho hai người mà đúng không? Wow, tự nhiên hôm nay lại vô trong làng ma, kết được thêm tới tận 4 bạn mới. Yeah. Nhưng mà cắt mấy cái táo đi, một quả lê thôi. Hoặc là một cái xác, không ai biết được. Hai đứa bé đấy đi ra... bắt đầu tiến đến gần xe của mọi người. À, mọi người sẽ đỗ xe cách cái cổng khoảng bao nhiêu feet nhỉ? Bao nhiêu mét? Tưởng là mình cũng vào làng đến cái đài phun nước gì rồi đúng không? À ừ, nhưng mà cái nhà đằng sau đài phun nước à. Đấy, mọi người sẽ đứng cách nhà đấy khoảng bao nhiêu mét? Hay là vẫn đứng ở đài phun nước? Đài phun nước ra cách nhà tầm khoảng 100 feet. Ờ, à, 50 đi. Đứng ở đài phun nước. Okay. Đứa bé đấy tiến đến chỗ mọi người. Thì đứa em tự quay đang quay nhìn đằng sau. Ôi chị ơi, thế còn thằng em mình thì sao? Ôi, bây giờ mà phải đi theo bọn họ thì người ta mới giúp được mình chứ. Thế bố mẹ sao? Em sợ bố mẹ lắm, em sợ bố mẹ bị làm sao lắm. Ui, nhưng có chị bảo, cầm cái đầu được kìa, quay ra mà. Nhưng mà ở kia có lê kìa. Không, đó, giờ lái nhất. Không, 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 nhom nhom mày đông lắm không đủ đâu. Nhom nghe thấy không? Có. Sau đó, khi hai người tiến đến chỗ của đoàn xe ngựa, Minh hiện giờ đang ở đâu nhỉ? Em lúc nào cũng nếu như mà không đi chung với lại hai đứa báo đời kia thì lúc nào cũng đi với lại chú Thân. Lúc nào cũng trong tình trạng những thứ lạ. Ở hướng này, chú Thân ở đây, mình ở đây. Khi hai đứa đấy đi đến chỗ của mình thì người chỉ... Vậy tay, vậy tay! Minh! Ôi là cậu à? Em đang không biết đọc tên. Con bé theo đúng tiếng Anh là đúng hay là anh có cách phát âm nào khác vậy? Rose. Nó tên là Rose đúng không? Nó tên là Rose. Ừ. Em sợ là đọc là Rose hay gì nữa. Rose. Ừ, Rose, Rose. Rosé nữa. Rau lén. Rosé. Đúng lắm đi em đừng kia kỹ quá. Thì chú em hết cười đó. Rau á. Rose. Thì chúng ta có nho, có lê, có táo rồi giờ có rau nữa. Một dâu. Canh bên tài là rau. Rau. Thì gọi là rau. Là rau. Gọi là rau. Rau. Em cần tiếng Việt luôn, bạn Hồng. Ông ai về xuống đây. Rau, rau. Hồng. Lâu lắm rồi mới được gặp cậu. Cậu làm gì ở chỗ này vậy? Trời ơi! Một tay vẫn ôm thằng em. Một tay cũng chạy ra định với lấy chỗ của... Nhưng mà đôi tay đấy khi mà đưa qua người bác thân. Bác thân có cái sần gì không? Đưa tay ra định kiểu bắt tay đấy. Bác thân thì đang hơi có phản ứng muốn chặn lại. Nhưng rồi cũng nhận ra là ít nhất là một gương mặt quen ở trong cái vùng đất lạ này thì chỉ vào vẫn đứng về trước Minh không kiểu quá sỗ sàng đẩy cái thứ đi nhưng mà vẫn đứng phía trước Minh hỏi Rose bố mẹ cháu đâu rồi. Khi nghe đến tiếng bố mẹ thì đứa em trai đột nhiên mặt đang tươi cười vì nghe đến miếng lê mẹ co kiểu nhăn lại. Có chuyện gì xấu xảy ra sao? Cô xin lại vỗ tay lại và vỗ tay vỗ vai vỗ vai. Ôi, thon. Đừng khóc thôi. Bố mẹ của cháu bị bắt đi rồi. Bị con quỷ nó bắt đi rồi. Một con quỷ to lắm. Màu xám ấy. Nó như này này. Nó cơ bắp. Nó nhấc mọi người. Nó đấy. Đời ra bố vào Yuki. Nghe như tả Yuki. Ủa? Mình có như vậy đâu. Nhấc quỷ. Bây giờ bọn con quái vật đang ở trong nhà cháu ấy. Cả thằng em của cháu cũng ở trong đấy nữa. Em mới chưa được một tuổi nữa.
Bây giờ có khóa có trong nhà của cháu sợ lắm, bọn cháu không dám vào. Mấy hôm vừa rồi bọn cháu toàn ngủ ở ngoài đống rơm này, rồi uống nước ở cái vòi nước ngoài này này, là ăn ăn thì ăn cây berry gần nhà này, đợi mấy ngày rồi. Cháu có biết nhưng mà không có ai mọi người này. Trong làng đâu hết rồi cơ. Rõ nữa không tìm. Lúc sáng cháu chạy ra khỏi nhà thì tất cả mọi thứ nó như này hết rồi, kỳ lắm. Chứ cháu bọn cháu có hàng xóm thân quen chắc là cũng có đúng không? À không ạ, nhìn cái trang viên nhà cháu kìa, mọi người có thể nhìn sang cái ngôi nhà nằm kiểu như giữa ngọn đồi luôn, xung quanh không có một cái nhà kiểu hàng rào xung quanh, nó quá rộng ấy, cái đất nó hơi rộng ấy, là cái nhà hàng xóm cách nhà đấy tầm khoảng 150 mét ấy. Đất rộng, nhiều cây, có một cái nhà trên ngọn đồi. Bố cháu là đất ở đây mà, bố cháu vẫn bảo là từ này cháu không hiểu được. Nhưng mà bố cháu bảo là cái lũ mọi dợ ở đấy phải cách xa nhà mình ra. Từ lúc mà bạn râu nói đến cái chứ mà lũ mọi dợ thì Yuki sẽ ý là những người còn lại trong làng ấy là lũ mọi dợ ấy. Không phải là nó không chỉ mình đâu, tại vì em không nhớ mấy lần mình lên men lăn định lăn tôn chui vào trong bắt đường ghép thì ra cư mà là như mọi này ai cho vào nó đá một cái đầu đấy. Nó đã bảo là cất cái quả lên đi rồi không cần cho đâu, xấu tính lắm. Xấu tính quá không cho lên. Cô ấy không có ý gì. Hai họ không có ý xấu gì về hai người đâu. Không cần anh có bị nói là mọi đâu, anh hiểu. Đúng rồi. Làm sao mà mọi người hiểu được cảm giác của bọn em? Làm sao mọi người hiểu được cảm giác của người mọi? Đúng rồi. Nếu như sai quá. Thì hai người không phải lô lệ đâu. Hai người đâu biết là tốt lắm phải. Đánh mắt phán xét. Nhưng mà dù sao thì em cũng có thể kiểm tra xem bạn đấy nói có thật hay không. Không phải Yuki bắt đầu bước lại gần cái nhà đấy tí. Rồi nó lại đứng trước cửa mà device sen rồi. Level 1 có device sen chứ. Có level 1 có device sen lay on hand rồi. Đỉnh. Mọi người cảm tính của một đứa trẻ. Đúng rồi. Được idol nuôi mà. The device sen. Anything happen. Yuki device sen không ổn phát. Em cast mình xuất mắc cười em đứng chửi luôn. Bạn chắc. Hai đứa mọi chơi với nhau. Mẹ con quần áo lượt. Em đứng trước cửa nhà em đi vai xem vào bên trong có gì xảy ra. Em đã đến. Em quay lại màn hình ấy đi. Ok. Em tháo lấy thằng một tab mới ấy. Ok. Hay không? Đừng sao em có một em. Trước cái đấy thì cho mình xin mọi người đọc cho mình cái AC với HP của từng người được không? Đầu tiên là bác thân. Ôi, phải luôn. Mình điền vào đây. AC 18, HP 11. Ok. Em có cho em shield không? Không. Sao AC của bác cao vậy? Anh có cho em trên mail không? New starter pack có thì lấy. Của mình là bao nhiêu? Của class ấy. Em cắt, nếu như mà em á. Anh cho em cast mẹ M từ trước thì là... Không, em đọc cơ số base thôi. Số base thôi hả? 12 với lại 8. 12 và 8. Của Hải Đường là bao nhiêu? Level 1 là bao nhiêu máu nhỉ anh nhỉ? Cast gì và cons bao nhiêu? Constitution bao nhiêu? Cons 2. Anh còn trên mẹ, em còn siêu luôn. Siêu tổng hợp chạy luôn. AC bao nhiêu nhỉ? AC 12. Cầm... Ok. Của Nho là bao nhiêu? HP Ammo class của em là 14, AC 14. Kazuki nhìn thấy thế này. Sát Snap có trên mail của Shiorio nhá. Ok. Ôi con bé 9 tuổi dày nhất team. 18, 11, L-Mao. L-Mao. Dày bằng bác luôn. Đấy, bác không được. Bác đừng như mấy bạn kia nhá. Bác không thể coi thường bọn mọi được, nhất là mấy đứa mọi nhỏ con. Đúng. Mọi đến đây từ đường phố nó phải khác. Đúng rồi. Cháu có kỹ năng đường phố đấy. Cái xài... Device Sen. Xài không cảm nhận được. Đấy. Device Sen là cảm nhận undead đúng không? Ở trong range là bao nhiêu nhỉ? 60 feet. 60 feet?
Yeah. Hiện giờ không thấy, hiện giờ đang chưa thấy. Đứa cửa sẽ không. Hình như bạn này nói cháu ngửi thấy mùi thế nào? Nó gọi gì nhỉ? Điều. Điều tao bốc phẹt. Nó nói điều á? Đây để cháu xem nó. Từ từ, phải check lại xem mình có insight bao nhiêu rồi mới dám nháy vào đây. Đã đến lâu đâu xếp đi em đi rồi. Đường quan sát cái gọi là thái độ của hai đứa bé khi nói chuyện đúng không? Thì roll cái insight đi. Em đang phát xét cho nó xem insight bao nhiêu. Cho bác thân một cái insight nữa. Bác này là bác insight tất cả mọi người. Insight. Bác sẽ thấy kiểu con Yuki kiểu siêu chắc chắn kiểu nó điêu đây. Ân khéo nhìn vào gương tự insight chính bản thân mình có ổn không? Người đang đi. 13. 7. Hai người, cảm giác của hai người khi nghe thấy hai đứa bé đấy nói là hai đứa đang kiểu run lên cầm cập và kiểu khi người chị cố tỏ ra là mình bình tĩnh nhưng mà bàn tay vẫn đang rất là run. Đứa em thì tôi khỏi nói rồi. Đứa em thì khỏi nói tùm la tùm lum rồi, nước mắt nơi mũi đầy ra, ướt hết cả quần cả áo. Nó khóc quả đấy là tại nhìn thấy nho xanh đấy. Từ lúc em sẽ giải thích mọi người là em con rồng, em cái body của em nhìn hơi giống con rồng thôi chứ không phải con rồng. À, mày là sản phẩm thí nghiệm hay gì? Kiểu nhìn xong nho xanh hơn xong lại lớp ở đấy mà. Another dragon. Đôi còn Glavin lớp là cái kiếm đấy, vấn đề là em không xanh. Không đủ trình độ. Cái mọi người đang đứng trước đã bước qua cái cổng đến gần nhà đó. Actually, ít nhất thì Yuki đang đứng ở đấy. Yuki có thể thấy rằng cửa nhà là một cái cổng vòm bằng đá và không khóa. Đấy, có thể nhìn sâu vào trong. Những cái bản lề thỉnh thoảng nó kêu lên kéo kẹt. Hai bên tường thì có những ngọn đèn dầu. Và ngọn đèn dầu này treo lên trần nhà bằng bộ dây xích. Ở bên trong có một cánh cửa khác. Cánh cửa này nó bị đóng lại nhưng cũng không khóa tiếp luôn. Em sẽ bảo mọi người. Nhưng mà nhìn hai bạn đấy, nếu mà đúng mũi tùm lum đấy thì chắc là sẽ không nói dối đâu đúng không? Tại vì là mấy đứa nhỏ như mình thì làm sao mà biết nói dối được. Nhưng mà em thề với mọi người nha, và linh dự với em, con đi 9 tuổi, là trong này chẳng không thể nào có cái gì đấy cái khủng tởm như bạn nói được, cụ thể là mấy cái con ma quỷ các thứ, không có đâu. Đây để em chứng minh mọi người xem nha. Đi đi. Đúng rồi, em nhảy con loại em vào trong rồi. Bình thường ở trong trại Yuki toàn đuổi ba bọn em thôi, Yuki toàn dẫn các em đi vệ sinh của em đấy. Anh nhá, anh bảo này, Sài ơi, em thấy cái cửa này trước không? Em muốn mở cửa em click vào đấy. Ờ, từ từ nhá, em mới bước vào trong rồi, em kiểu, look at me, look at you. Don't be scared. No, don't be scared. Come closer, xong rồi em bắt đầu thò tay ra vặn cái cửa tiếp theo. Cho Hải Đường đứng sau lưng Yuki ngó nửa đầu. Cái căn nhà này giống như căn nhà Schrodinger quá vậy. Không biết người trong nhà chết hay chưa. Cho đến khi mình mở cửa nhà. Ai múc hộ anh cái token của Đường đi. Đường bảo là đã đi theo em. Đứng đằng sau. Có là ngon. Hai đứa bé đứng bên ngoài thì em sợ lắm, nó không. Ôi, mọi người mở cửa kìa. Cái có quái vật không? Lúc đằng sau nhìn che tầm nhìn của đường. Để em quay lại em hù cho. Em sẽ quay lại hù nữa. Còn em có trong này có không có gì cả. Có mắt đằng sau. Lúc mà Hồng đang đứng kiểu đứng che đứa em này, tự nhiên đằng sau đường đứa em nó lăn đất bỏ lồm cồm ra ngoài. Một trẻ con treo nhau. Đường quá đây ạ. Hồng quay lại nhìn đường với ánh mắt kiểu mày. Mày nhát, anh em anh tao nó nhát hơn cả thằng ở trong tính cãi ánh mắt nó thực tế, nhưng mình không nghĩ rằng là con gái thì nên cô bỉ như vậy đâu. Con gái thế là
mấy cái thổ quỷ vặt vãnh này quan trọng gì bằng bảo vệ bản thân. Thật, sống được là tốt rồi chứ thổ quỷ để làm gì đâu. Bác thân muốn ngồi xuống trước hai cái đứa trẻ kia và đưa tay lên đặt vai nó. Vậy bọn cháu kể bọn kia đi. Rồi nói cho bác thêm về cái con quái vật mà cháu thấy này không? Nó to thế nào? Và trước đây là cháu đã từng thấy cái gì tương tự như vậy chưa? Hay là nghe tiếng tương tự của con quái vật đấy? Tại vì để mà có thể tìm được bố mẹ cháu thì bác cần biết những thứ đấy. Ông ấy lấy tay ít các đít tay thằng bé lại, cái thon lại, và là kiểu bắt đầu lúc này kéo đầu thằng thon lại gần mình, kiểu cái đầu đi và bịt lấy hai tay bịt tay nó lại. Ở lúc này ông mới bắt đầu nói, lúc cháu gặp bọn nó nói thì cháu chỉ thấy là nó kéo bố mẹ cháu xuống thôi, và hắn nhìn giống một con người nhưng với cái làn da xám xịt và đôi mắt rực lửa, đôi mắt căm hận như vậy. Hắn ta đã chỉ vào, lúc ấy còn có một người gia nhân khác của nhà cháu nữa, nhưng mà hắn ta nói chỉ vào cô ấy, hắn ta nói tao hận mày, đấm phát vỡ đầu cô ấy luôn. Thế bọn cháu sợ quá, bọn cháu chạy luôn. Vậy cô người hầu này có ai ghét hay gì không, hay có làm điều gì? Bọn cháu thấy cô người hầu này thế nào? Thế thì cũng hơi khó nói, nhưng mà cô ấy là mẹ của đứa em của bọn cháu ấy. Đứa em út của bọn cháu, sorry mình nói nhầm, đứa em út của bọn cháu. Không biết nữa, hắn ta gần đây bố cháu cũng có nói chuyện với rất nhiều người lạ, nhưng mà đấy, lúc mà bọn cháu một sáng rồi đấy, bọn cháu tỉnh dậy là có tiếng động xảy ra, hắn ta xuất hiện và kéo bố mẹ cháu xuống tầng dưới, nó không còn thấy họ nữa. Ở dưới tầng dưới có gì? Ở tầng hầm thì sao ạ? Cái này không, cháu nên cô bé ông nói ôi tại sao, nên cô bé kiểu tay vẫn đang giữ đứa em kiểu lắc đầu, cháu không nhớ được đi đâu nhỉ, cháu không biết nữa, cháu không, có vẻ như là cháu không, có vẻ như là cái nỗi sợ đấy đã làm cháu không thể nhớ được là cái chi tiết đấy như nào. Được rồi, nếu mà không nhớ được thì thôi vậy. Như vậy là cũng giúp bác nhiều rồi. Còn gì mà cháu nghĩ bác nên cẩn thận, hay là các bạn nhỏ đi cùng bác này cũng nên cẩn thận nữa không? Biết nữa, nhưng mà nếu có thể thì hãy, đứa bé đấy không đưa ra được lời khuyên gì rồi. Nó sẽ khuyên những thứ linh tinh của đứa bé thì đấy 90 tuổi. Nó nghĩ là nó có ích. Bây giờ là bọn cháu lấy vào đợt này, đứa em sẽ nói rằng bác nên cầm theo một con gấu bông, nó sẽ bảo vệ bác đấy. Cháu có con gấu bông nào không? Có ấy là đấy, bạn cháu đang bảo vệ cháu này. Ôi, giá mà lúc đấy nó kịp đưa Missy cho bố mẹ cháu thì Missy đã bảo vệ được bố mẹ cháu rồi, nhưng mà Missy chỉ có thể bảo vệ cháu thôi. Nghĩa là thiện hỏi, nghĩa là đứa bé đấy không đưa cho bác thần đúng không? Đúng, không đưa cho nó, còn có một con thôi mà bác còn dành của nó, đâu bác ác quá. Bác thần là ok đây. No đừng. Ok muốn bác có lấy để xem. Anh lên xung quanh có một cái ủ rơm đúng không? Đúng rồi. Nó thằng là mình nó ra nó lượm xong rồi nó làm cái con búp bê bằng rơm, nhìn đéo khác gì mấy con búp bê mà trong voodoo á, xong rồi cho chú thân. À, cháu cầm đi. Không, không đưa lại cho mình. Ở đây sẽ cũng lại cúi xuống nói với mình, chú cảm giác là khi mà vào cái nhà này sẽ nguy hiểm, nhưng có một cái điều gì đấy mách bảo chú rằng để tìm được câu trả lời cho mọi thứ ở đây thì nó hướng đến nhà The Lusker, cái thứ không bình thường ở đây. Nếu mà chúng ta không tìm được lời giải đáp thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục mắc kẹt. Nên chú muốn cháu làm cẩn thận, đưa lại cái con búp bê rơm đấy cho, và không nó bao giờ. Bây giờ Yuki cũng đã gấp xong của con thằn lằn bằng giấy rồi kìa. Đấy, cậu sẽ có thêm cái này nữa bảo vệ cả. Đây là do đúng không? Đây là... Còn đây là bác xong... Hân nè. Còn... Đây là bác Hân.
Chị nhìn thử cái icon, chị nhìn thử cái icon của em. Chị nhìn thử cái icon của em. Nó cũng là một con thằn lằn. Không sao đâu bác Thân. Cháu nghĩ là cho dù đoạn đường phía trước có nguy hiểm như thế nào, có hai người ở đây thì cháu sẽ luôn an toàn mà. Và cả hai người này nữa. Chỉ có đường. Và cả hai con báo đời nữa. đường vừa mới chạy một vòng quanh nhà quay trở lại. Mọi bác thân liếc hai đứa hổ báo kia một cái. Ông nhìn lại. Nhỏ xanh mắt không tới tai, tim không đau, không nhìn thấy gì hết, nhỏ xanh mù. Xong rồi bác thân sẽ chỉ thằng nho đi vào trước. Nho xanh gật đầu. Ok. Sau nho xanh Yuki sẽ hỏi là nho có cần em đi cùng không? Ưu dồi mấy cái vụ mà ở ngày xưa nhá, ở cái trại bọn em cứ suốt ngày kiểu mấy đứa hù ma nhau, em toàn đi đầu tiên luôn. Bác nho kiểu không, Yuki vẫn vừa chạy theo vừa nó. Ừ. Yuki vẫn sẽ kiểu nó như thế nào nó vẫn sẽ đi vào. Để cái đường chạy theo mình không biết mình đang làm gì. Ôi, bắt tôi cần phải nho rồi, từ từ là phải đây cắp nho vào. Tôi nghĩ cậu không cần phải đi theo đâu, cậu hãy cứ đứng ở đây đi ra nói chuyện với cả người còn lại đi. Để em vào đấy cùng cho ba mình nói chuyện với nhau. Đúng rồi. Không đừng. Yên tâm. Hãy cứ để tôi làm. Em chạy, em hét to lắm, có vụ dím hét đầu tiên luôn cho, bao giờ không thế. Còn mọi người lớn đầu tiên thôi. Anh ạ, anh không biết em với lại cả bạn đường ở trại á, bọn em toàn đầu têu ba cái trò mà suốt ngày đi hù ma rồi chạy đua với nhau. Vấn đề không phải là nó như thế đấy. Nó hai người ok, hai người biết chạy ok, không sao hay có gì hết. Nhưng vấn đề là bây giờ tôi đang cần phải làm việc của tôi không cần hai người phải chen vào việc đấy. Hai cửa lại đây chờ, nếu có chuyện gì xảy ra thì biết để xử lý. Không nói nhiều quá đừng nhảy vào cùng. Cho vẫn lớn nói nhiều quá. Đạo lý quá. Thì hai người thích làm gì làm, nhưng mà hãy đứng vào sau lưng tôi được chứ. Ok, cho anh còn yếu hơn bạn em. Em xin mô tả cái phòng đầu tiên. Đây nhá. Anh còn yếu hơn cả em. Nho xanh à? Quan sát cái phòng. Nho kiểu bên bác thân mà gọi là lương thực tự trữ thì Nho sẽ là silent image. Người dò bom. Unseen servant. Đây là gì? Có lại nhìn được Seen servant này. Hai cái đứa bé kia nó có đi vào cùng không hay là nó quyết định ở ngoài? Hai đứa đấy không, nó sẽ ở ngoài. Khi thấy mọi người đi vào thì người chị nói rằng là mọi người sẽ cẩn thận nhá, nhưng mà bọn cháu sẽ không vào cùng đâu. Thằng bé Thon này nó bị traumatized, nó bị hoảng sợ trước cái ngôi nhà đấy, và cháu thì không thể để nó ở ngoài một mình được. Mẹ mọi gì chứ? Sau đấy nó dắt thằng em ra đống rơm để nằm, ru nó ngủ. Anyway, khi mọi người bước vào, mọi người sẽ thấy rằng căn phòng này có những cái khiên trang trí ở hai bên tường. Mọi người thấy một cái khiên ở giữa và hai bức ảnh không? Em có thấy. Đây. Cái khiên có biểu tượng của một cái ối xe gió màu vàng, một cánh đồng màu đỏ, và hai bên là hai tấm chân dung quý tộc. Một bức tranh có hai người trưởng thành và một bức tranh ba đứa bé. Hai trong ba đứa bé đấy là Hồng và Thon. Hai người trưởng thành kia có phải là hai người nhà The Lusker đấy không? Hai người trưởng thành đấy, mọi người có thể thấy người cha đúng là người cha của nhà Lusker. Người mẹ thì chưa đi ra ngoài bao giờ, nhưng theo cái dáng vẻ chụp ảnh thì có vẻ như đúng là vợ của ông ta. Cháu không chắc về người vợ lắm, nhưng mà về người đàn ông thì có vẻ đây là bức ảnh của gia đình nhà Duskler rồi bác. Sau đó quay ra thử lên mấy tập thiên. Cho em hỏi là chú thân với em có đi vô hay là hai đứa mình vẫn đứng ngoài tàu te chưa? Hai người đứng ngoài. Đi sau thôi. Đi sau. Nhau xanh dò bom mà. Đi theo nè. Sai. Có dò bom mới trước rồi. Nhưng mà đắc thân và nghi bước qua cái cổng vòm này, một cái thứ đã xảy ra với mọi người nhưng mọi người sẽ không biết được. Đấy là trong từ điển mọi người nhá, cái từ thoát ra khỏi nhà này nó biến mất ấy. Cái khái niệm đấy chỉ là cái từ đấy thôi. Khái niệm nó biến mất.
khi mọi người nghĩ đến việc thoát ra khỏi nhà thì nó trở nên mơ hồ thôi. Something like this. Lúc này thì bác thân nhìn ra ngoài có thể thấy là sương mù nó dần dày đặc lên, tầm nhìn xa nó giảm xuống còn vài mét thôi. Đóng cửa và ở trên nó được kiểu mất khái niệm luôn. Tại sao mình lại mở cửa đóng vào? Mình có định là cái chuyện này chỉ xảy ra hai người thôi, xảy ra tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Ba người kia bị trước rồi nhưng mà mấy đứa trẻ con không nói. Thì ra mấy đứa trẻ con trong đầu tụi nó cũng có cái tư tưởng để thoát ra đâu. Ừ. Không thể xóa một thứ không tồn tại. Thì chỉ quan trọng là bác thân thôi, khi bác bước vào thì mình bị báo cái đấy. Ok. Nó xanh kiểm tra mấy thứ mấy. Đó là những bức khiên trang trí bình thường thôi. Gõ nhẹ vào. Còn... nhưng khi Nho gỡ cái khiên xuống thì Nho có thể gọi là gõ vào tường và thấy rằng những bức tường này rất là chắc. Ý là bình thường gõ vào tường sẽ cảm giác được là cái tường rất là cứng đúng không? Nhưng bây giờ gõ vào như gõ vào sắt ấy, nó cứng hơn bình thường rất nhiều. Nè. Lúc này là Nho gỡ khiên xuống rồi đúng không? Em sẽ ra lanh chạch. Không, có cảm anh giác này, anh chẳng biết dùng khiên gì cả, anh đưa đây để em biểu diễn cho anh xem. Ngày anh nhìn thấy nhá, ở trại em được các anh chị dùng dạy hết dùng khiên với lại cả như mấy cái que rồi. Đây, nhìn này, giật cái khiên rồi. Giật cái khiên cho đấy, đẹp không? Ngày đường sẽ giật cái khiên của lại. Em. Ừ. Anh nhìn nhá, em đánh trúng dùng khiên cho anh xem. Người nó quá khiên. Cái khiên này có thể dùng như là một cái khiên được cộng AC, nhưng nó sẽ có tỷ lệ bị vỡ mỗi ra. Nếu dùng để đập thì sao? Nhưng có phản ứng gì không? Không thì giờ cái khiên em này phải có khuyên trò mới có khiên đập được. Thôi thì đằng nào tôi cũng không cầm khiên, nếu hai người muốn thì... Kìa, nó nhường rồi, được, do you need gì? Ừ, nó đi gõ thử ra gõ vào lấy đi. Cái lúc này phải có một lắm. Tài còn giữ device sen không? Em đó chỉ khoảng 6 giây thôi mà. Hết rồi. Vậy mình có đi vô trong tiếp nữa không? Ở ngoài này có lạnh không anh? Ở ngoài này không. Phòng này clear, bác thân ơi, bác thân đi, bác thân. Khi cửa đóng cửa lại nha, là phòng tối om đấy. Ở trong phòng này không có đuốc đâu. Nếu mà ai không có Dark Vision thì kiểu Pew Sire. Giờ cá chạy lên. Chạy lên. Ủa đốt. Ở phút đầu mình không thể đốt chỗ ở của mình nữa. Ở đây là chỗ mình ở à, thì như thế. Nhặt được cái nhà này. Cái nhà này đẹp đấy, giờ nó là của tao. Xuống bếp, đi. Rồi, xuống bếp, đi tìm bếp rồi. Đi thôi. Em ơi, anh bây giờ bắt đầu xách cái nhau đi tung tung. Mọi người trong phòng rất là tối nhá, nhưng mọi người có thể thấy rằng là ở trên tường vẫn có những cái chỗ để kê đuốc. Và thế thôi. Đốt đuốc lên thôi. Đi đâu đốt lên đấy. Đây. Có Dark Vision nó cần đốt không? Cần lắm, nhưng ý là mình lắm. Mọi người có thể nói là bác thân ơi, bước vào phòng mới thì đốt đuốc là được. Mọi người bước vào cái phòng tiếp theo. Đây là ảnh chính của căn nhà. Đây là một sảnh lớn này. Hết chiều rộng của ngôi nhà. Và đã hình như là mọi người tầm nhìn hơi bé để mình cho bút thêm một tí. Chỉ cần thay đổi tầm nhìn của Sai thế là mọi người nhìn theo. Sai ơi, dắt thay đổi. Đây, ôi rồi, sâu cần ly à. Cái cửa này quên không đóng. Đóng lại là nhanh lên trước khi mọi người, nó tồn tại không chỉ nhiều mọi người. Cái cửa đằng trước mở luôn. Mọi người thấy rằng đây là một cái sảnh lớn. Ở trước mặt Sai có một cái lò sưởi bằng đá cẩm thạch màu đen. Ở bên dưới là một cái cầu thang bằng đá cẩm thạch đỏ. Bên trên cái lò sưởi thì có một thanh kiếm dài. Đuôi kiếm có biểu tượng hình của xe gió. Xung quanh thì phòng này được ốp bằng gỗ điêu khắc công phu với hình ảnh những cái bụi dây leo, đóa hoa, các nữ thần và những con satyr đang vui đùa nhảy múa. Và tất cả mọi người roll cho mình những xài roll cho mình perception đi. Ba người ở trong phòng này. Một cái perception. Con nãy đường nó đang ngồi xuống cậy sàn nhà đấy. Ừ, thế thì không phải roll nữa. Nho được bao nhiêu? Được cậy sàn nhà. Không, sao này được rồi. Nho được bao nhiêu em? 19. 17, wow. Nho chăm chú, gọi là lúc mà đang quan sát cái phòng này, thì tự nhiên thấy rằng là
ở giữa những cái bông hoa trên tường ấy, ở nhị hoa thay ở giữa thay vì là nhị hoa thì nó là hình những cái đầu lâu, và ở dưới chân những con sa tia dưới lớp cỏ cũng có hình những con đầu, những cái đầu lâu ở dưới đấy. Nó xanh xe các cái họa tiết này nó cuốn ngược lên trên tầng 2, chạy lên trên tầng 2. Mở luôn cái phòng này ra, một căn phòng mở cái căn phòng nhỏ nhỏ ở đây, đó là cái phòng treo đồ của, đó là phòng treo áo khoác đấy. Bên trong đấy có 5 bộ áo khoác, tất cả đều cũ và đầy bụi bặm. Một cánh cửa đang mở, mọi người nhìn vào trong có thể thấy một cái bàn ăn nữa. Cái ánh đèn đuốc chiếu vào những cái dao dĩa ở đây bất loáng lên ánh bạc. Đây rồi Đường ơi, em... cho mình đi rồi, đây đi. Em có được quyền cậy thử ít đá cẩm thạch thì không nhớ đâu ra ngoài mà đi bán thì cũng được, mình cũng được khác. Hai người thích làm gì làm đi, tôi sẽ đi thử ra chỗ cái phòng bên dưới kia nhìn mọi thấy. Mọi người quay ra cậy. Ừ, mình đang ngồi cậy rồi. Từ 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 từ. Phòng bên dưới. Trang gì sao phòng bên cạnh? Nhưng lên khổ, phòng ăn bên bên kia rồi. Đường cậy thì thảm đi ăn. Đường lấy dao cậy cái những cái phần đá cẩm thạch trên cái lò sưởi, thì khi mà chọc cái dao vào ấy thì cái dao nó thứ mà rớt ra ngoài chỉ là cái phần dao mẻ ra thôi, dao cứng. À chú kia từ để tớ vớ mấy cái áo đấy. Lấy đi. Bọn ông đi đâu cũng thấy đồ ăn. Những cái áo này nó bụi quá nên là khi mà Đường nhấc xuống thì Đường bị hắt hơi liên tục, nhưng không sao, áo vẫn còn đền. Bán được là được, lạnh bù lên. Đi. Bất thân với cả Minh vẫn này đã đi vài bước đằng sau thứ nhất, nhưng là cũng không phải quá xa mọi người đâu. Ok. I move hộ để cho I move để bác thân với lại Minh lúc nào cũng đứng cách nho tầm khoảng 2 ô đi. Dạ. Em có nhìn thấy 2 ô rồi đúng không? Ừ. Kéo em xuống phòng bên dưới. Hôm nay á. Dưới cái phòng lấy vừa mới mở cửa. Chỉ có xài mới nhìn được thôi. Chỉ có xài mới nhìn được thôi. Được. Chỉ có xài với cái đôi mắt thôi. Được, anh cho em đôi mắt với cái đầu mọi người. Anh cho rồi. Wow. Em thấy bao nhiêu cửa nhờ? Hai cái cửa đúng không? Em sẽ mở cái cửa ở dưới bên phải. Đây. Đi đến cửa đấy. Kiểm tra thử xem là cái cửa có khóa không. Vặn vào tay cửa. Không, cái ở dưới cơ. Ở dưới bên phải mà. Ở dưới mà. Ok. Đợi một chút. Phòng gì đấy? Hiện phòng gì mà có con dao vậy cho má? Nho mở cái cửa phòng bên dưới ra. Thấy được, đây là một cái nhà bếp. Bên trong mọi người có thể thấy những cái dao trên cái thớt. Cái phòng nó khá là ngăn nắp. Bên trên có một cái... Cho đi vào trong nhá. Cho đi vào trong. Để nhìn cho rõ. Có những cái đồ làm bếp như là cái cán bột, cái bát đũa, một cái lò đá và một cái cửa giống như là cửa vào kho cuối này. Ở chỗ bên góc dưới bên tay trái còn có một cái vòng dọc và một cái chuông để kéo. Đó là cái hệ thống gọi đưa đồ ăn từ tầng dưới tới tầng trên. Không động vào đấy, nó sẽ đi ra cái cửa kia. Chắc là sẽ đi ra cửa kho. Nho bước vào trong và thấy một cái kho. Đồ ăn. Nhưng mà hai đứa kia vẫn đang ở phòng ăn rồi. Anh mô tả xong này, anh sẽ mô tả tiếp cái phòng kho, phòng ăn. Bên trong khăn cái kho này có rất nhiều những cái đồ dự trữ, bánh mì, ô mai, vài ít rau củ, không có nhiều như này đâu, ít thôi. Bánh mì, phô mai, một ít rau củ. Anh sẽ cầm bánh mì với cả phô mai ra đưa. Bánh mì và phô mai rất là thơm nhá. Hai người có cảm thấy anh đang thử độc chứ đi. Có thấy được, ok, bẻ lên, bẻ lửa ra móc một phần ruột. Nho thấy bánh mì rất thơm nhưng khi ăn lại không có vị gì cả, tiêu nhạt. Tôi ăn việc có tông vậy. Thơm ơi, cháu cảm giác là cái này không ổn. Bác thử ngửi mùi của nó xem. Ngửi thử. Ngửi thì vẫn thơm đúng không? Vẫn thơm. Nhưng mà thứ kỳ lạ là ăn nó vào như là bìa cắt tông vậy. Tôi nghĩ là cả. Không nên ăn gì trong cái ngôi nhà kỳ lạ này. Hỏi Linh cái, mình không nghĩ đến việc ra ngoài nhưng mình vẫn biết đây là một nơi kỳ lạ và có tình nguy hiểm đúng không? Đúng rồi. Ok.
Bác nghĩ là không nên ăn uống những đồ gì ở đây, giống như là không uống cái nước ở ngoài đài phun nước kìa. Nó xanh để lại hai đống kia ở chỗ cũ và đóng cửa đi ra. À đúng rồi. Có sao bên kia cái này hai đứa trẻ đã ăn gì chưa? Đấy, để mình nói về nghĩ một chút. Resort này mọi người, ở cái gọi là nguồn này thì khi có một khi check cái túi của mình và thấy trong túi vẫn còn một vài bình potion. Iron đi, 1 đến 4 cộng 1 bình. Em biết là em có nhưng mà em chưa nghĩ là em cần phải xài đến bây giờ. Ý là nói để mọi người biết là em có bằng đấy. Có bằng đấy ấy. Hai bình. Hai bình. Quá trời luôn. Yeah. Oh my god. Quá trời luôn. Chất luôn. Hoàn hảo. Ok la. Sao cả? Bây giờ ta đừng làm sao để phải dùng đến mấy cái bình đấy được. Yuki và Đường. Mọi người bước đến phòng này là một cái phòng ăn rất xịn. Tất nhiên rồi, thắp đuốc lên. Nhưng mà thực ra phòng này không cần thắp đuốc, bởi vì là cái ánh sáng đuốc từ phòng ngoài chiếu vào trong ấy, nó chiếu lên trên cái, mọi người thấy bên trên có một cái đèn pha lê không? Đấy. Đèn pha lê này nó trong và nó những cái góc của nó đẹp đến mức mà ánh sáng chiếu vào đây nó phản xạ lên, nó thành ánh sáng như cái ánh sáng đèn disco vậy. What? Lấp lánh trong phòng luôn. Đèn nữa, đứng đàn. Ok, đèn đó. Bên cạnh này có một cái lò sưởi. Anyway, mọi người sẽ luôn biết là ở bên châu Âu ấy, bên nước lạnh ấy, thì nó sẽ luôn có cái lò sưởi cắm thẳng từ dưới lên tầng trên cùng vị trí phòng. Thì mình sẽ không mô tả cái đó là cái lò sưởi nữa. Mọi người nhìn là biết luôn nhá. Mọi người thấy được là trong căn phòng này cũng được ốp gỗ và các bức tường được chạm khắc với hình trang nhã phải của những chú hươu hoặc là giữa những cái rừng cây. À, hai roll perception đi, nếu mấy đứa không để ý thì thôi không cần roll. Đây vào có đồ ăn không ạ? Ừ, bọn đang đi tìm đồ ăn là kiểu gì chả đang không có, không có. À, đang tìm thì vẫn phải roll chứ. Đúng rồi, đang tìm thì roll đi. Chỉ cần một thứ đồ ăn. Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn. Không tìm thấy đồ ăn trong căn phòng này. Nhưng cứ mọi người thấy là những bức tranh ấy, giữa những cái ở đằng sau những con hươu lấp ló những con sói và ở chỗ tưởng là thân cây, thực ra nó là rất nhiều khuôn mặt méo mó được ép vào nhau ở những cái mắt ở cây ấy, thực ra là khuôn mặt. Uầy, Yuki ơi, ảo vãi. Này, có thấy nghĩ ngọt không? Này, nghĩa là mập mập đứa này. Đúng không? Đúng là gu thẩm mỹ của người giàu lúc nào thì mới đến chỉ từ cái mặt thôi, mới kiểu là mặt méo thôi, mặt đấy mà đứng cười hay hay cái nho xanh mặt. Có một vài cái tấm lụa màu đỏ che những cửa sổ đi. Yuki kéo cái tấm lụa này ra nhìn ra bên ngoài. Anh bên tay kéo khói. Luôn toàn là khói. Cái cửa sổ đấy Yuki thử mở nhưng cũng không mở được, kỳ lạ. Cô ấy vẫn rất là khỏe. Nhưng chắc cô ấy không đủ thông minh để nghĩ nó là cái bất ngờ. Cái cửa này nó đang challenging me. Em sẽ đấm nó. Cái cửa quá mạnh. Và lúc mọi người gọi là ai đấy mà quay lại căn phòng này thì thấy những tiếng râm 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 ở những tiếng giống một cửa. Em sẽ đứng cổ vũ. Cố lên, cố lên, sắp thắng rồi Yuki ơi. Cô bắt được cái simulation không? Cô bắt được cái cửa. Em nghe thấy cái này không? Có, to lắm. Tiếng siêu to luôn. Nho xanh vì tiếng động này, nho xanh chạy vội chạy sang bên kia, bên còn lại. Anh chạy sang bên còn lại. À, nho xanh bắt đầu đánh giá. Mấy đứa trẻ con. Anh xin chuyển nhau. Biết cái cảnh mà ngày xưa bọn trẻ con hay đu cửa sổ không? Hay, với hai chân. Không còn là biết cái cảnh ngày xưa nữa. Cảnh ngay bây giờ. Let me. Let me out. Mọi người muốn làm gì tiếp hả? Cái phòng đấy em thấy cảnh tượng gì hả anh? Anh vừa mô tả rồi đấy em. Ấy trẻ con hai người làm gì đây? Ok chưa? Sao đi soi đu cửa sổ nhà kia? Được rồi. Em quay em bảo cái cửa này nó đang thách thức em. Không có đúng. Cửa nào mà em không mở ra được cả. Đúng, chỉ là chưa đập được thôi. Tiếp tục đi. Rồi. Xanh đi đến, nho xanh đi đến đấy nhìn vào xem là hai đứa đang phá cái gì.
chắc là nhau sẽ nhìn lên mấy cái clue mà mình đang lên nào là hươu và sói và mấy cái mặt. Khi mọi người vừa mới khi mà Minh vẫn đang trong phòng này chưa bước ra ngoài, anh Ngo vừa bước vào căn phòng này xong, tự nhiên một cái tiếng động phát ra cộp cộp. Bác thân nhìn ra phía bên cái cầu thang dẫn lên tầng trên, vừa đủ thấy một cái bóng người bước lên trên lờ mờ. Vậy đó, người ta bác có thể thấy là mặc một cái, người ta mặc một cái váy giống như một người hầu bước lên trên biến mất, không có tiếng trả lời. Cố lên, cố lên. Bác thân ơi, ma kìa. Đâu con thấy à? Vậy là hai bạn đó nói thật đúng không? Ở đây có ma mà. Cháu muốn chơi trò thám tử không? Có à? Bình thường có vẻ ở nhà cháu cũng hay thích bày trò này. Bây giờ ai chỉ một điều kiện, bác với cháu không được đi xa nhau, nhưng mà ai tìm thấy nhiều manh mối về ngôi nhà này hơn sẽ thắng. Nhưng mà không được đi xa nhau là không được đi bao nhiêu bước? Giả sử như bây giờ mình đã lùi một bước, lùi cách một ô, như đây đủ xa không? Bác nghĩ là chúng ta không nhất thiết phải tách nhau để tìm các thứ, mà khi nhìn vào cùng một thứ, những người có suy nghĩ khác nhau, lập luận khác nhau đều có thể đi ra đến kết luận khác nhau mà. Có thể bác lỡ cái gì đấy, có thể cháu lỡ cái gì đấy. Đầu tiên cháu nghĩ cái bóng kia là ai? Anh không bác ăn điểm nào. Đây là nghi đơ hay là minh đơ? Em nó đang rớt mạng nè, em đang xài 4G. Nghi đơ. Kiểu bác thật bay ra thấy bắt đầu của mình xì khói nó đình rất đình luôn mình rồi ôi vòng tròn rồi quay kiểu cháu nghĩ là một là phu nhân của căn nhà này, hai là cô người hầu mà Rose bảo. Bác cũng nghĩ là cô người hầu đó. Có thể tất cả sự vụ này là do một cái vấn đề ai oán gì đấy với cô người hầu và đứa con của. Nhưng giờ thì để xem bọn kia nó phá cái nhà đến thế nào rồi đã. Đây là hết rồi. Yuki đã mệt mà đánh nhau với cái cửa nó khoảng đến, của, xem cái cửa như nào. Hẳn 10 một phút nhá là tận 10 tên đánh nhau với cái cửa không có kết quả thì nó sẽ bỏ cửa. Trong đầu của anh sẽ dí cho Yuki một câu này. Trận này chúng ta hòa. Đúng rồi. Trận này chúng ta hòa. Nó tấm mạnh cửa, lên. Cái cửa nó hổ quá. Mày. Cái cửa. Khi em lại gặp cái cửa đấy, cái cửa ấy như thế nào? Nó đúng, nó thực sự một cái cửa ấy gì? Nó là cái cửa, một cái cửa sắt ấy. Cửa sắt nan hoa ấy. Nếu em thấy người ta cửa sắt đấy mà không được thì tôi một trẻ con mà. Con normal xin bình thường thôi. Em cửa ấy có ổ khóa. Không, cửa sổ không có khóa, mở được vào trong thôi, kéo cửa mở vào trong thôi, cửa kính bên ngoài có lồng sắt. Nó có chuồng cọp đây. Ừ, nó có chuồng cọp. Đúng rồi. Ngày xưa mọi người ở quê ấy, có biết cái cửa mà có hai lớp rồi là bên ngoài chớp, bên trong kính không? Có. Cái khung kiểu sắt mà bọn em hay đứng ở đấy con thò mặt ra như tù nhân mỗi lần mẹ không ở nhà. Chưa thực sự luôn. Kiểu thằng sống đi qua cho thấy kiểu bác ơi. Chân thật hết kiểu. Hai người thực sự muốn mở cái cửa này ra, chúng ta đâu thể bẻ cái cửa này ra đâu. Thì không. Thôi được rồi. Anh đừng có nhúng tay vào. Thấy không? Đây là sự tranh tài. Cánh cửa đã thách thức Yuki. Yuki đã sử dụng cái lòng tự trọng không phải đánh cánh cửa ấy. Anh không được chen vào. Không sao. Ta phải đứng bên cạnh của Yuki thôi. Không sao cả đường ạ. Trận này mình đã hòa với cái cửa rồi. Đúng. Lần sau mình tiếp tục. Như chị đã dạy mình là trận này mình hòa. Bây giờ mình về mình rèn rũa lên, mình giỏi rồi mình quay lại, mình lại thách đấu người ta thật là nữa. Okay. Đúng, có khi mình không thắng được cánh cửa. Mình không ra cánh cửa, mình đói quá đấy. Mình đi tìm đồ ăn đi. Đúng rồi, đi, quay lại. Đi. Nếu mà hai người tìm đồ ăn thì cái phòng ở bên cạnh có đấy.
đi 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 vào tàu rồi. Wee let's go. Em không đi cùng nhá, em đi đâu mấy kia, em không đi cùng. Okay. Đi qua bác thân kiểu chào bác. Đây đầu tiên là chào bác, đây là chào xin chào, còn tiếp theo lại chào chào bác, đây là chào tạm biệt. Nó sẽ đi sang cái phòng bên trái kiểm tra cửa. Anyway, chúng ta nghỉ giải lao 5 phút nhá. Okay. Hết hiệp 1. Không má, đi nhà ba. Không phải lối má. Đồ má mà lót, của anh Linh. Mà lót của anh Linh là đi vô nhà ma giải đáp bí ẩn các thứ. Vô tay đường với xài nó hành đi hồi đi trong trẻ mẹ. Thôi lâu lắm em đi nó khủng nữa thì sẽ kiếm. Tự nhiên là cái chắc trong tay thì mẹ con để đứa trẻ con kiểu in đồ tết áo. Dạ. Rồi quay chỗ cô. Đúng rồi. Nó say. Thỉnh thắng có cơ hội làm trẻ con. Đúng được rồi. Chưa thấy cả ba nhân vật của bên bên nhà giàu đều nghiêm túc. Kiểu nó là đội này hội được nuôi dạy cẩn thận, hội đồ được hỗ trợ đó. Nó mới thể hiện được sự phân biệt giai cấp cho anh. Không hẳn là đội sao nhỉ? Không hẳn là đội được xây dựng cẩn thận mà là lô lệ và một bảo vệ và một đứa trẻ con. Thật ra là nếu mà hai cái đứa này nó không cười thì chắc con chết đói lâu rồi. Phải lạc quan mới ra thuốc bổ. Lạc quan quá. Không như thế này chứng thực là một nụ cười tự tin. Ôi không, người ung thư cần sự lạc quan này. Cười thấy mẹ luôn. Cái trải nghiệm này khác với trải nghiệm lần đầu xài đi cái này và anh. Ừ, không nhận. Lần đầu em đi làm gì anh thấy mẹ. À, nghe nào nhá. Cái cửa kìa, cái mẹ xe ra cái cửa này cũng biết nói chuyện. Ôi thì đi cùng Nho Xanh thì thể hiện con Nho Xanh thấy thế nào là xài nào. Ừ, tại vì cái hồi đấy là em cầm cái con nhân vật kia, cái con nhân vật đấy nó cũng kiểu bị hoài nghi về cuộc sống thì nên có phải đứa nào không cũng kiểu. Em thấy nhá, cái con đấy là con duy nhất mà nó bị overthinking. Nó kể từ đấy trở đi nó không bao giờ tạo ra con nhân vật nào nó overthinking như thế. Sau lần để sau 5 lần chơi cùng nhà ma thành nhà cười. Xin lỗi. Không sợ. Chứ anh thấy em chơi hay không? Em chơi cái cửa 5 lần thì vẫn chơi y hệt như lần đầu tiên bước vào cái nhà này luôn. Be happy, happy. Thiện tưởng, thiện đã tưởng nhân vật của Nghi sẽ thích chơi vì bọn trẻ kia hơn cơ. Nhưng mà Nghi cũng không. Nó... cũng phải giữ phẩm giá đúng không chị? Phẩm giá. Nó nhiều quá, em bị sốc anh ạ. Em sống ở trong cái lâu đài suốt ngày cười lớn rồi cũng bị bảo rằng là cười bé thôi, quý tộc phải biết giữ ý tứ. Tụi quá xong ra đây tụi nó cười hú 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 hoảng loạn quá luôn anh ơi. Cũng thấy vui lắm nhưng phải giữ tâm mình thật vững vàng, không thì mất đi niềm tin. Trời ơi. Mình nghĩ rằng là nó sẽ hòa nhập được với lại những đứa trẻ khác. Rất tiếc là không. Nhưng mà không, bọn trẻ con nó trẻ con hơn là mình nghĩ. Phải như này, đứa trẻ khác mở ngoặc cụ thể không phải là Yuki phải lần. Nho Xanh cũng tính là trẻ con mà. Hả? Có 10 tuổi thôi. Không, mày là kiểu nó le được huấn luyện. Nó không phải là trẻ con. Nó huấn luyện cái gì hả chị ơi? Mấy đứa kiểu như là có ra buộc thì có kiểu giáo dục riêng từ bé mà. Không phải là đi học nhưng mà sẽ được dạy các thứ như là kiểu thay vì em đi học nghề vào năm em kết thúc cấp 3 thì em bắt đầu học nghề từ năm em 6 tuổi. Mày biết thằng Timmy không? Nó 9 tuổi mà nó có 25 năm kinh nghiệm làm việc á. Nó có 2 bằng Harvard. Nó mới 9 tuổi. Nó quay lại luôn nhá. Ok. Mọi người, Nho bỏ lại đằng sau tiếng cười đùa vô tri, là vô hại, vô dụng của hai đứa trẻ. Và mở cái cửa tiếp theo ra. Trong đi. Đây đứng đây nhìn cho rõ này.
đây rồi. Căn phòng này là một cái, em có thể thấy một cái dòng chữ trên cửa ghi là hang sói. Mở ra bên trong giống như là phòng trưng bày đồ của những cái thợ người thợ săn. Một cái lò sưởi, một cái lò sưởi nữa. Trên lò sưởi gắn đồng một cái đầu một con hươu xuyên quanh quanh xong thì nhìn rõ ra con chó nhồi bông. Có hai cái ghế sofa hoặc lông động vật ở đây. Giữa là một cái bàn gỗ sồi, dưới chân bàn có một thùng rượu. Trên mặt bàn có hai cái cốc gỗ được chạm khắc tinh xảo, một cái tẩu đá đỡ, một cái chân nến, tất cả đều là hàng luxury. Một chiếc bàn phủ vải với bốn cái ghế xung quanh nằm ở góc bên tay trái của Nho. Bên trên có một cái đèn chùm. Đèn này thì nó không làm bằng pha lê giống đèn kia, đèn chùm bình thường thôi. Hai cái tủ dựa vào tường này. Tủ bên trên này có một cái ổ khóa. Tủ bên dưới thì không khóa. Nho có check không? Đằng sau. Bác thân ơi, cái phòng này có vẻ khá là to ấy. Cháu nghĩ là cháu cần bác vào đây phụ cháu tìm hiểu được cái phòng này. Vào đi. Trước khi vào phòng, thân ngó em lên sẽ... phía cầu thang cái xem còn thấy cái bóng ma nào không. Xong rồi vẫn cứ vào tiếp. Nó sành sẽ đi đến bóp vào bóp mấy con sói từng con một. Píp píp. Và bông bông thôi. Chíp 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 chíp. Hai cái tủ có những đứa con lại đi. Em muốn tương tác gì nữa? Giật hết mấy cái khăn trải bàn ra. Em lật khăn trải bàn ra, không tìm thấy gì bên dưới cả. À, bên dưới cái da gấu cũng vậy. Cái phòng này thì không được trang trí, không có họa tiết gì. Tượng gỗ bình thường. Nó xanh đi kiểm tra mấy cái tủ. Lúc em mở cái tủ bên dưới, cái tủ không khóa. Bên trong có một vài bộ bài, các ly rượu và hai chai rượu vào. Cũng muốn ngó các cái tủ xem có vũ khí ở đây không. Nếu đây là một phòng trưng bày đồ săn thì có thể là có trưng bày cả vũ khí. Ngoài tủ dưới ra có chứa rượu thì tủ này bị khóa. Khi mà bác kéo cửa có thể nghe tiếng lọc sọc của những mũi tên. Bác có muốn phá luôn cái tủ không hay là để cháu thử mở cái tủ ra? Thử mở trước đi. Dùng muốn. Cái tủ thì còn lockpick thì được sợ. Thì có thể roll một cái một cái slip hand. Trên cao hơn cao không bắt. Úi dạ. Okay. Cánh cửa trượt nhẹ nhàng ra khỏi tay của Nho. Bên trong có một cái heavy crossbow, một light crossbow, một hand crossbow và 20 mũi tên mỗi loại. Một heavy, một light, một hand. Còn mũi tên. Em cũng muốn. Cho em đi, cho em chèm. Cậu chủ muốn một cho em cái light crossbow. Ao cha mê ta đủ Wizard level này cầm light crossbow bắn đau hơn. Cháu đã cháu xanh biết về này không? Cháu đã có tham gia luyện tập paladin ở nhà chưa? Cháu chưa. Bác thấy mỗi lần phải tập là cháu toàn trốn đi đọc sách. Không, nhưng mà mấy cái này kiểu... mấy cái này dễ mà. Mấy cái này giống như là lấy máu bắn áo mà vượng thôi. Cậu chủ thử đi vào đây bắn một cái mũi tên vào một con sói. Nếu mà cậu bắn được thì tôi sẽ đưa cho cậu cái Life Pro. Được chứ? Rồi tôi hết là bao nhiêu? Con đấy AC8 đi. Ra bắn thử đi. Em đang bị thân vẫn sẽ chỉ là cái nhà em đó. Vâng, thân cũng sẽ chỉ nhà em đang rất mạnh nên em không có lên shit. Em sẽ quay ra nói thì thầm với cả bác là kiểu có gì thì cũng lên cho cậu chủ cầm một cái vũ khí nếu kiểu có cái vấn đề gì xảy ra ấy, nhưng cũng không phải là mà bảo vệ bản thân chứ kiểu cả cháu cả bác cũng đâu thể nào đứng bên cạnh gọi nhiều đâu. Để xem đã. Nhà em đang rớt mạng mọi người ơi. Cái roll to hit của Dex cái like của nhân vật là em là cộng 2 chắc thế đúng không? Hay cộng 1? Đúng rồi. Dạ. Cộng 2 cộng okay. 2. Thế thì là cộng 4. Thôi nghe một lần được. Yeah, chúng yeah. Rồi. Mọi người biết cái cảnh mà bắn cung em. Người ta đặt quả táo lên đầu thằng người không? Bây giờ người ta đặt quả nho lên đầu con sói. Không. Stop. Don't do it. Không. Đặt quả táo, đặt quả nho, đặt quả ly cũng được. Đừng đặt quả nho.
cứ để mọi thứ như thế đi. Nó là táo, nó là táo. Tăng cái quả nho ở trúng mũi tên này bay ngang qua mặt của nho và đúng là con sói xa nhất. Cái con sói là con chủ của hình này bài thi rồi. Nho xanh sẽ đi đến rút cái mũi tên ra. Thôi thì cháu nghĩ là cậu chủ cũng ấy rồi, thì bác cầm một cái đi cho cậu chủ cái light crossbow, còn một cái thì chắc là cháu sẽ cho một cho hai đứa kia cháu xài. Thì cứ đưa bác một cái. Từ hồi chấn thương bả vai vài năm trước bác không dùng cung nỏ nhiều nữa, nhưng mà cứ có phòng thân vẫn tốt. Mình đưa cái light crossbow, bác hy vọng không có mũi tên nào sau hôm nay rơi ra từ mông của bác. Thôi nào, sao bác cứ chơi cố chủ như thế, rồi bắn cũng có tệ đâu. Ít nhất là chơi trúng cháu. Vậy là em sẽ quay crossbow. Thế chắc còn lại là thân sẽ cầm heavy, người cầm hand, người cầm light. Thành heavy. Em đang cố tưởng tượng một thằng nhóc 7 tuổi cầm cái crossbow. Con nhà nòi của hiệp sĩ. Con nhà nòi của hiệp sĩ mà, không vấn đề đâu. Chắc là giống cho em bị đa bên kết sĩ. Có 20 mũi tên thì nho xanh sẽ đưa cho bác. 20 mũi tên mỗi loại. 20 mũi cho mỗi loại crossbow. Mỗi loại. Mỗi người 20. 60 ấy. Khi mà đi tìm hiểu xung quanh cái nhà này thì bác thân sẽ cực kỳ để ý những chỗ đi xuống tầng. Tìm những chỗ đi xuống. Và ý lạ, bác sẽ không thấy là có cầu thang đi xuống, chỉ có đường đi lên thôi. Nhìn từ ngoài vào, đây là một căn nhà khoảng 3 tầng rưỡi, 3 tầng mà có cái mái ấy. Nãy Linh có tả lật cả cái thảm các thứ lên, không thấy cửa gì đúng không? Cái da gấu. Rồi, không có. Thì khi mà đi xung quanh, thân cũng sẽ thỉnh thoảng dẫm xuống sàn để xem nghe có chỗ nào sàn dẫm mà tiếng nó khác không? Có thể là rỗng bên dưới hơn. Không có. Khoảng vị trí nào? Không có, không có. À không có, ok. Tiếp tục nhọc xanh sẽ đi gõ tường. Không cần roll đâu, mình không cần, mình không lừa mọi người đâu, không có đâu. Inside DM. Inside DM. Inside check DM. Mình không lừa mọi người đâu. Oh, don't for betrayal anime moment. Em biết rồi, em có inside D20, anh phải như nào đây? Không, mình người tốt mà, mình bảo không có là không có mà. Nếu mà nhớ mà tí nữa chơi mà nó coi thật thì mọi người phốt mình cũng được. Ừ, nhớ không có là em sẽ viết review anh Linh. Em đang chờ anh sẽ làm gì, anh sẽ làm gì tuần này như những gì anh bảo thứ hai đây. Anyway, tầng này mọi người kiểm tra hết rồi, không có được xuống dưới. Mọi người muốn làm gì tiếp nào? Ăn cơm mai. Tôi nghĩ là tầng này không còn gì đâu. Ăn. Bác gọi thử mấy đứa kia đi ra. Thì chúng ta bắt đầu đi lên trên, sau nghĩa là lên tầng cho tất cả mọi người cùng đi, không nên để đi trên tầng trong cả. Sai ơi, à quên, không phải Sai. Yuki ơi. Yuki ơi không? Lô, quên đi quá, âm mồm nó đang đánh phô mai. Cháu đã đạt năng lượng chưa? Bác thấy cái cầu thang này muốn thử thách cháu. Sau đó thì bắt đầu là nhét phô mai vào mồm rồi, nhét mấy miếng thịt vào cần đùi rồi chạy. Bê phô mai à. Sai, Yuki, tiến lên. Đúng rồi, nào, cái câu thang này có thể làm gì được nào. Bắt đầu là, biết cái trò mà kiểu chạy lên tầng xong rồi là ngồi ở trên cái lan can thôi, từ xuống lan xuống luôn đấy. Nho xanh đi lại gần cho bác thân. Bác thân ơi, bác thân lợi dụng mấy đứa trẻ như này có ổn không? Bọn nó chơi vui mà, nhìn vào mình chẳng phải là Sai lúc mình lúc nào cháu cũng bảo muốn có bạn bè chơi sao. Thật là lên thứ hai đứa kia. Yuki đã cột sớm rồi. Yuki đã đương với, đương treo với. Tuột đây đâu, không phải hai đứa rồi, kiểu nối nhau thành đoàn tàu hôn trượt sớm. Chú cần rôn đấy, rôn cái đấy dễ ngã đấy. Ừ, kiểu lúc xuống dưới mà nó có cái cuối lan can ấy, nó có cái tên nắm ấy. Kiểu vào đây cái bộp cái. Ơi mày đứa con gái sợ gì đâu. Chạy tiếp kiểu xong rồi còn kiểu đấy là
cái vòng này nó kiểu vòng cung khá là xoắn ấy, kiểu dễ ngã hết. Đã thử. Ừm sao vui, dám ba cái cầu thang, mọi đường ngã đau hơn. Tao đu cây suốt, chả làm sao dám ba cái cầu thang, nó là kêu bọn quý tộc chả bao giờ đu cây. Nếu mình là Evil DM, mình sẽ bắt mọi người roll athletic, nếu sẽ dắt ra ngoài, fall down. Fall down, man. Nó lên như thế. Ở cái level này, fall down, man là chết đấy. Lên một D6 với mỗi người fit ấy. Thế à? Lên lên như thế để xài trải nghiệm cái cảm giác của em khi ngã cầu thang. Bài học, những bài học đầu đời. Thì em sẽ mô tả này, em sẽ không phải là trượt theo cái kiểu ngồi ngồi trên cái kiểu trượt cầu trượt, là em sẽ nằm úp xuống xong rồi là em ôm cái cầu thang và trượt xuống. Không thể ngã được. Còn dễ ngã hơn. Thấy còn dễ ngã hơn. Trượt cái kiểu thế úp người xuống trượt. Thế mà đấy. Cái kêu hộ cầu thang này cho vui thôi. Anyway, em và Đường thấy vui nhưng có vẻ như là ba cái người quý tộc còn lại thì kiểu đang trố mắt ra nhìn đấy, cảnh tượng lần đầu tiên thấy trong cuộc đời này. Trên cầu thang. Một nửa là đi vào nhà ma, một nửa đi vào nhà cười. Không có chuyện giải trí. Mà hai con ma là hai đứa đi cùng mình. Đấy mới sợ. Bác thân bác không nói gì, nhưng mà bác lặng lặng đi ra tầm giữa cầu thang, chỗ mà nó có thể ngã vào đường đấy. Nó xanh đi lên ngay lập tức, không quái đầu lại. Coi mình chưa đi thấy gì cả. Thôi, đùa thôi, chứ Yuki sẽ trượt kiểu cỡ hai vòng xong rồi. Tao thắng. Mày còn gì khó hơn này đâu. Nó không là gì cả Yuki ạ. Đúng rồi. Tự nhiên nghĩ ra một cái này rất buồn cười nhá. Yuki phanh lại ở giữa rồi bảo tao thắng. Ok ok. Punchline. Rồi em cũng sẽ đi cùng mọi người lên tầng 2. Lên tầng 2 ạ. Nó thay đi trước rồi đúng không? Thì cho em thấy cái cảnh tượng trước ấy. Em đi trước thì anh đi rồi kia ấy xong mà. Anh đang set nhầm cái grip này là set lại một tí. Đang nút đinh. Nhưng lúc này là ở chỗ góc màn hình sẽ chạy với cái tip switch, cái tip. Tip. Tip là cửa sổ có thể mở càng. Không, tip là nam ngã là 1D6. Các bạn luôn có thể thư cho cái cửa. Hãy nhớ rằng mọi người lên tầng 2 tiếp cận mọi người là cái sảnh. Mọi người thấy có một cái cầu thang dẫn lên tiếp tầng 3 bằng ngọc đỏ. Bên trên cái lọ sưởi là tranh chân dung của gia đình 5 người. Người cha Gustav, người vợ Elizabeth, hai đứa con đang tươi cười, Rose và Thorn, nằm trong vòng tay của người cha, một đứa trẻ quấn vải quanh mình. Ánh mắt của người mẹ có vẻ không vui cho lắm. Người ta nhìn đứa bé với một chút khinh miệt. Hai bên căn phòng này là có bốn cái bức tượng, mỗi bộ được cầm một cái ngọn giáo và là đội hoodie đấy có vẽ hình con rơi. Ở đây những cánh cửa phòng khắc hình những người đang nhảy múa. Bác thân cho mình perception luôn đi. Bác là một bác thân thôi. Bác có để ý rằng những người này thực ra đang bỏ chạy khỏi con rơi, không phải đang nhảy múa. Hình trên tường nó như thế. Mọi người có thể cảm thấy một cái luồng gió lạnh chạy dọc theo cái cầu thang, cuốn từ dưới lên trên theo cái vòng xoắn ốc đấy, làm cho mọi người dùng mình. Lúc nãy mà kiểu xài mà trượt xuống dưới kiểu ôi, Kemap. Kemap. Thân muốn nhìn xem có cái bóng ma nào của người hầu gái hay gì lại lên tiếp không? Hay đi xuống không? Nhìn lên trên không thấy. Bác thân không chia sẻ thông tin. Yuki và tao rất tươi tỉnh. Trẻ loay quay. Bác có nhớ đến mấy cái bức tượng bảo vệ ở mấy cái nhà khác không? Nhà nào cơ? Hình như nhà mình cũng có.
Nhà mình cũng có đấy, cái bức tượng, mấy cái bức tượng cầm vũ khí mà thờ để dọa dã khỉ ấy. Cháu nhớ là cháu có từng nghe đến mấy cái bức tượng biết di chuyển thì phải. Cái gì có mấy bức tượng biết di chuyển á? Uầy, đồ chơi ngày ngầu thế. Uầy, ừ, nhà mọi người xịn à, thế. Công nhận. Nó xanh nhìn sang bác thân. Bác đi theo là việc chúng ta rút hết mấy cái mấy con giáo này xài nhỉ? Trong lúc ý mà nghe lại đấy. Mượn tạm mấy cái kiêng giáo này xong rồi đem có thể là giữ hoặc là đem cất ở phòng khác. Cháu không có cảm giác khi mà nhìn thấy mấy cái bức tượng đấy mà di chuyển thì cháu không nghĩ chúng ta ổn đâu. Nhưng mà lỡ lúc mình lấy của nó xong rồi nó mới bắt đầu di chuyển thì sao? Thì ý nhất chúng ta cũng rất có thể chạy được trước khi mà chúng nó đánh mình lén mà, đúng không? Nhất là chúng ta đang nhìn về phía chúng nó. Chứ không phải là nó nhìn về phía chúng ta ở đằng sau lưng. Sĩ không phải quay lưng mình. Lấy cùng lúc nhá. Ô kia là cái cửa kìa. Anh thấy cái bức, anh thấy một bức tượng đang cố khiêu khích em kìa, em có muốn lấy luôn cái vũ khí của nó không? Mày định làm gì tao? Em ta đá chân vào cái tượng cái. Không, em đá chân vào cái bức tượng thì nó không sợ đâu, em phải giật luôn cái vũ khí của nó cơ. Trải roll cho anh một cái athletic check đi. Em đá anh vừa rồi như nào? Nho xanh đi lên bức tượng phía trên bên trái, rút vũ khí của nó ra. Bức thân ở phía dưới bên phải. Em đá bức tượng nó không đổ. Nó đứng im không di chuyển gì cả. Thua rồi. Nho thì... Không, tớ thua rồi, được rồi. Không sao, Yuki, tớ tin cậu. Để tớ trả thù cho cậu, em sẽ đứng chửi bức tượng. Chửi đi. Mà cha mày bắt nạt bạn tao, mày còn không cả biết đi biết thở, mày xứng đáng để tướng đạn chiến thắng một con người ư? Bọn tao làm được một việc là bọn tao sống, còn mày thì không làm được gì cả. Đường roll cho mình một cái performance đi. đừng nó xanh xem. Nhìn thấy người tưởng nó ngồi xuống ôm đâu. Nho xanh nhìn thấy Yuki đẩy ra bức tượng, Nho xanh cũng đẩy luôn bức tượng về phía góc tường, đẩy ngã bức tượng phía góc tường. Nho xanh rút cái giáo ra, không có vấn đề gì cả. Khi Nho xanh đẩy thì bức tượng cũng không di chuyển đâu. Còn cái bức tượng của đường ấy thì mọi người đã thấy bức tượng nó chảy mồ hôi ấy, thực ra là kiểu nước bọt của đường ấy. Rồi, đẩy, vậy là cái bức tường kia ngã đúng không? Em sẽ đi xem bức tường còn lại làm yên như thế. Thế là chúng ta đẩy hai bức tượng xuống dưới, cái bốp cái. Trong khi đấy, Yuki nhìn sang thì thấy mình đá bức tượng không đổ. Em đá nó lần nữa, mày! Tóc! Lần nữa đi! Lần nữa đi! Nếu mà không được thì có đích chứa nhỉ? Em sẽ ba đích cho Yuki để đá được bức tường. Ôi không. Thế sao? Nó xanh thấy hai lần đúng rồi. Ba đích nào, đá đi. 12. Ba đích. Ngã chưa? 12 rồi. 12 rồi, bức tượng này ngã rồi. Yeah. À, ngã. Rồi, xong rồi là như này, em bắt đầu đứng lên bức tượng, em đặt một chân lên rồi, em chỉ mặt nó. Lần này tao thắng. Anh chống trận đằng sau chứ. Anh tinh tinh tinh. Anh kiểm tra cái con giáo xem có gì không. Đó là những cái bộ giáo dùng để trang trí thôi, không tác dụng trong thực tế. Không sắc nữa. Sắc nữa. Để trang trí. Nho xanh bẻ gãy con giáo. Khi mà Nho đứng ở vị trí đấy, lúc Nho đi qua hai cái bức tượng này thì em có một ánh sáng nó lóe lên ở bên trong cái lò sưởi. Em nhìn thấy á? Em thấy có cái một ánh sáng lóe lên. Ổ xanh. Ê, bác thân này. Bác có bao giờ nghe thấy ngọn lửa màu xanh nhạt bao giờ chưa? Chưa. Nhưng mà cháu thấy rồi. Đúng rồi, ngoài nghĩa điện nhiều lắm. Đúng rồi. Cái chỗ mà chỉnh thoảng bọn cháu phải ra chơi ấy, cụ thể là nghĩa địa ấy. Nó cứ có dùng mấy cái đố lửa thì nó như thế này. Sau này như chúng cháu chạy thì tụi nó sẽ đuổi theo. Ông mấy đứa bạn nó sợ lắm. Cháu thì có đi bãi sen. Đúng rồi. Sợ rồi mẹ thì cả. Sau này bọn cháu còn một cái lon nước vào chân bọn nó. Bọn nó vừa chạy vừa có tiếng kêu đi. Nhưng mà như thế có nghĩa là ở gần đây là một cái, nó phải có như kiểu
không biết là cái gì tới đấy, cái xác á. Đúng vậy. Cháu vừa thấy nó cho, nếu mà như hai đứa kia nói thì cháu vừa thấy nó ở trong cái lò sưởi. Lò sưởi. Bác kiểm tra cái chỗ đấy là cháu đấy, cháu đi kiểm tra mấy cái phòng còn lại. Cháu xanh bẻ cái, cháu xanh bẻ cái lò giáo xong rồi đi ra. Rút nốt mấy cái giáo khác đi nhá. Xong rồi ra lò sưởi. Rút rồi. Nó xanh bẻ cái lò giáo xong đi sang cái bên trái. I am the champion. Cửa bên trái có khóa không anh ơi? Open the door. Cửa phòng không khóa. Anh cửa phòng nha, mà em click được, mở được ấy, tức là anh không khóa. Anh mà khóa em không click được cơ. Ấy không click được. Do đi vào cho anh cast open the door. Nho mở cửa phòng ra, bên trong là một cái phòng nhạc. Những cái cửa sổ ở đây cũng bị che bởi những tấm màn bằng nhung, màu vàng, ống. Nó có cái dáng giống như là cái màn nhung của phòng ăn vậy. Bên trên thì có một cái đèn chùm mạ đồng. Hai bên thì đầy những cái ghế, vải, bức tường và tranh treo bằng kính màu mô tả những đàn ông, phụ nữ, trẻ em đang nhảy múa. Một cái đàn, nào, mọi người tưởng tượng được tường có tranh bằng kính màu không? Có là tranh vẽ từ ốp kính thêm bên ngoài bức tranh đấy. Người ta làm full bức tường luôn, đúng nhà thờ đúng không? Một cái đàn piano bằng gỗ nhìn khá cổ. Một băng ghế cạnh đấy và một cái đàn hạc ở bên dưới. Nho xanh sẽ bước mấy bước từ xung quanh này, em không thể làm gì nó này, em sẽ bỏ hết mấy bản nhung trên tất cả mọi nơi có thể thấy ra. Khung cảnh tương tự như là phòng ăn. Em sẽ thấy những cái bàn xương bên ngoài cửa sổ. Nho hải đường nó Nho roll cho anh perception check đi. Ok. Sao lúc này cho Hải Đường tự nhiên thò đầu từ một góc nào đấy ra xong rồi chạy vào ngồi chơi đàn được không? Ôi Yuki ơi, trong này có đàn! Một cái đàn thật! Oh no! Một cái đàn thật! Thôi. Trời ơi, đây là ước mơ mà không độ cậu bảo là cậu muốn vào Banner Gate để cậu chơi với cái này không? Vào thể hiện đi! Anh ngồi sẵn tư! Không những là không để... gì à? Nho xanh đang định kiểm tra những thứ khác, những tường, những cái ghế thì bị phân tâm bởi tiếng đàn của... tường. Đường Ron quay sao? Performance check 13. Để số tử ấy. Để xem mình có clip chơi đàn này không? Cho mình một phút. Ok, xong em bật lên TV cho. Nho xanh kiểu thấy hai người chơi đàn trông vẻ hay hay, nho xanh cũng ra đánh một vài nốt. Ôi mất sao clip. Rồi. Chết. Em không thấy cái nhà này. Còn là cái đàn kia, cái đàn gì? Cái đàn bên dưới. Dễ như là nhà ma. Gì đó? Cái đàn ở bên dưới. Còn có thể là nhà ma cà rồng. Tại vì tất cả cửa đều không có ánh sáng chưa vào. Ở dưới bếp không có tỏi. Trong phòng nào không có cái phòng nào có gương hết. Nên một, người ở trong này bị tự kỷ. Hai, này là nhà ma cà rồng. Em đọc sách nhiều lắm rồi. Em chắc chắn. Đó chỉ là một trong hai thôi. Đấy đúng không? Đây là một giả thuyết. Và ở trên các bức tượng, trên mỗi cái cửa cũng có hình những người bị rơi đuổi. Đúng rồi, nên đây chắc chắn là hay ngổ của một ma cà rồng. Nhưng mà ở đây là cái gì hát xoáy kìa. Blè blè blè. Đây cái đàn phía dưới kia đàn gì. Đúng rồi, ở dưới kia người săn sói rất nhiều. Mà kẻ thù truyền kiếp của ma cà rồng là gì? Người sói. Người blè, sói. Blè, blè. Cái đàn ở phía dưới là cái đàn bên cạnh cái đàn cái phòng piano là đàn gì đấy? Như đàn ly hay sao? Đàn hạc. Đàn hạc. Ok, em dắt từ đánh cái đàn hạc đấy đi. Nó xanh sau khi thấy hai mà, người mà, cái đàn thấy cũng nổi đúng. Còn ra đánh cái đàn phía dưới. Mà chú thân biết gì không? Em nhớ nếu theo đúng những gì em đọc trong sách, ma cà rồng không thể vô nhà nếu như mà mình không mời nó. Nhưng mà nãy giờ mình ở trong này cũng lâu rồi. Mà nó không có ở nhà, tức là nó ra ngoài rồi. Là có nghĩa đây là mình phải mời nó vô nhà lại. Vậy là nó không vô đây bắt mình được. Ở trong này an toàn. Okay, chắc nếu là nhà của nó thì nó không cần mời. Thì nhà người khác thôi. Đâu, nhưng mà hồi nãy Yuki đã nói rằng là wow, căn nhà này đẹp đó, bây giờ nó là của tao. Tức là đây là nhà của Yuki rồi. Tuột. Ông Minh và anh Minh cũng không thể nào nghĩ ra được. No fucking way.
cái plot này không còn được clear. Ai đi Why? Không thể nào đánh được cái lý luận này. Anh tính làm sao? Đi em tuổi gì? Nhung nhớ chưa? Nhung nhớ con ma cà rồng. Nó nói lại, và bây giờ nó lại là nhà của tao thì sao? Nhưng mà nó phải vô được nhà chứ, chứ nếu mình không mời làm sao nó vô được, đúng không? Mình không cần mời nó là được. Hợp lý. À đúng. Bất ngờ chưa, anh Linh bất ngờ luôn. Thắng sao được. Lý luận của anh chắc chẽ. You cannot win. Persuasion critical. Intelligence đã 20. Hết kiểu. Kiếm lọt đấy, hết kiểu. Anh Linh ơi, cho em performance check cái đàn hạng. Em nên nói rằng là cho em chơi đàn, anh sẽ bắt em roll gì thì anh sẽ nói sau. Rồi ok, em muốn chơi đàn. Roll performance đi. Từ bây giờ anh Linh bảo là em roll persuasion để em thuyết phục cái đàn nó tự chơi đi. Được, đúng em quay ra thấy nhóm kiểu ê đàn, bây giờ nhóm mày cười đi. Oh no, no. Còn đừng bắt đầu chửi đấy, anh chơi chứ cái gì. Evan Wars chán chê. Không thể bằng tiếng đàn của dừa của thường nữa. Tôi kể như là rồi nha, đừng đang chơi xong rồi là em kiểu cho chơi xong em sẽ quay ra kiểu không bằng bọn mọi. Này, thử anh nghe xong thế nào để anh ok đây chỉ anh không biết chơi đàn hàng thôi, để anh đánh cho mày quả đàn piano mày xem này. À, không biết là không biết mõ. Không Sai vào một sáng tới em cho thấy chị thấy thế nào đi. À, đừng, chị xin lỗi, cái đấy là chuyện riêng của mình. Đừng mang tư thù cá nhân từ đây sang kia. Xin này. Anh ơi, cho em đánh cùng quả piano ok. Em định ra đá, ta đít đường hay sao, đường đang chơi ở đây. Chửi đấy nhá. Thành hai người. À, từ tàu, ok. Xe ra. Ừ, dịch cái đít ra. Chẳng hoi nhá. Đàn to mà. Sắp bị con bé 8 tuổi chửi đấy. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Đình. Ây đù. Sức mạnh tình bạn. Mày tuổi. Đình. Nó 20 ạ. Đấy anh bảo rồi. Anh không tái còn tái. Chuyện đàn hạt thôi. Piano anh là trùm nhá. Đúng. Nhất. Không nhận điều này. Đấy. Bằng chứng không thể chối cãi được. Thường bằng số lát anh sang không cái việc chơi đàn của xanh next level luôn. Trong từ từ trong các bức tường, từ trong các bức tường của tiếng vỗ tay không cái tiếng đàn lúc mọi người quay sang nhìn lại cái tường ấy, mọi người thấy tiếng đàn rất là lớn và một vài miếng kính đã rụng ra đằng sau những cái một cái kính nó rụng xuống dưới, mọi người thấy rằng là bức tranh một người ấy thực ra nó là xác một người thật đang ở đấy. What? Và lớp da bên ngoài nó chảy xuống dưới để lộ cái xương nó. Away. Ngao Xanh bảo là anh nghĩ là hai em lên ra khỏi phòng đi. Hỏi có phải đéo ổn. Yuki ơi! Tốt nó! Đây là nó chỉ vỡ một mảnh thôi không? Một mảnh thôi không? Nó chỉ vỡ một mảnh thôi không? Tiếng đàn nghe chấn động tới nỗi người ta chết. Em phải em đánh mạnh, em đánh quả đàn mạnh hơn nữa. Nó là em đừng có bỏ xuống. Sai phải vỡ phòng đi. Phải rồi hết ta. Sai ơi, anh thấy một mặt từ bên kia đó ra thách thức em chưa đấm thử vào đi em. Ok. Em ra em đấm. Lúc em đấm vào thì em mà tay em nắm vào cổ bộ xương em rút ra. Bộ xương nguyên vẹn của một. Làm sao xoài này sau này mà đi làm mà bên nhà căng vậy. Đây là trải nghiệm. Này nó là cái event. Kiểu đến John School nhận việc ở cái
Khi bắn ở sau trong cuộc đời của các người bác ơi. Qua bộ xương này nó không thối nữa rồi, nó ngừng bốc mùi rồi. Bác thân cháu cần bác giúp. Ơi. Ôi. Nhạc sẽ từ nhạc lễ hội này sang nhạc ngắm ma. Trong cái bộ xương này nó phải cái bộ xương này nó còn một vài cái mảnh vải. Nó giống như là những cái áo trùm của bọn adventure vậy. Bác thật nơi trong lúc sợ đánh đạn để cho cái đống này nó vỡ từng từng ra, bác đi kiểm tra mấy cái xác xung quanh đi. Để kiểm tra các cái kính xung quanh, các cái tranh xung quanh. Bức tranh xung quanh, bác thân sẽ thấy có thêm 3 bộ xương nữa, tổng cộng là 4. Nó được đặt bên trong là ẩn sau những cái hình người. Trên tường có 4 nhân vật đang gọi nhảy múa, thì đằng dưới 4 nhân vật đấy là 4 bộ xương. Eo, xấu vãi. Ừ, khu thẩm mỹ của cái nhà này lạ thiệt. Tại người ta giàu quá, đấy, người ta thừa tiền đi sao? Đúng không? Có thể là nó nóng điên như này. Em vừa rút cái bộ xương kia ra rồi đúng không? Ừ. Không bây giờ em mang nó ra, em đặt lên cái ghế gần đấy, gần cái ghế này để... Vậy em đặt em lên, ok. Dạ, cho đàng hoàng. Đúng rồi, cộng một khán giả. Ê, người ta để ở đây có mấy cái ghế đây, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 cái ghế, có khi nào có 8 người ở trong đấy không? Mình phải để cho 8 người ngồi vào 8 cái ghế. Ừ, để xem còn cụ xương ở đây không nè. À, cụ mình ở ngoài kia. Đúng rồi, em ra em bây giờ lôi cái bộ giáp vào. Nho xanh mừng, nho xanh mượn đánh đàn, nho xanh quay ra bác thân. Bác thân ơi, bác kiểm tra nốt cái phòng này nhá, để cháu đi sang mấy phòng còn lại. Anh có reaction gì khi thấy cái cảnh vừa rồi? Mỗi người một ghế này. Ý là như vậy có bị phạm vào cho xúc phạm người chết không nhỉ? Nhưng mà người ta cũng đâu được chôn đâu, cũng đâu có gọi là quật mồ. Nhưng người ta không được nằm thì người ta được ngồi này. Sao nhỉ? Nó bị xúc phạm sẵn rồi, thế nó sẽ không sao nữa. Ừ. Không thể nào nó xúc phạm một người đã bị xúc phạm. Đúng rồi, một người chết thì không tin đâu. Nhưng ok, nho... Quay chơi một bản đất ánh trăng siêu hay. Em đi đều kiểm tra tiếp nào. Đi sang một phòng bên phải, một góc cửa bên phải lại. Trên hay dưới? Trên. Từ từ. Em vào phòng dưới đây. Mỗi đứa ở phòng. Nho xanh chỉ thích nằm trên thôi, không thích nằm dưới gì ạ. Ai hỏi ba? Who asked? À, em vẫn đi đấy, cả đường nhé. Thank you. Who asked? Thường bước vào căn phòng của những người hầu ấy, bên trong được trang trí rất đơn giản, cặp giường đôi bằng đệm rơm, ở chân giường thì có những cái kệ giày trống, đồng phục và đầy tớ được treo gọn gàng ở trong cái phòng nhỏ này. Ở trong này có một cái chuông bếp, thường kiểm tra rất kỹ và trong phòng này không gì đặc biệt. Nho thay đồ. Nho bước vào phòng bên trên, đó là một cái thư viện. Trên nho có thể thấy trên sách có rất nhiều loại sách, có rất nhiều chủ đề khác nhau. Lịch sử, địa lý, số quyển sách về gọi là truyện tranh, những cái quyển, không có truyện tranh, quyển tiểu thuyết. Một số quyển nhật, một quyển nhật ký ở trên bàn, có vẻ đang được viết dở. Một cái ngọn đèn dầu, một lọ mực, một cây bút lông, một cái hộp mồi lửa, một hộp nến, một cái bát nến màu đỏ trên bàn. Đồ đạc trên bàn, những thứ đấy được vứt lộn xộn. Hai cái ghế đặt ở cạnh lò sưởi. Cái bàn này anh sẽ thấy nó có một cái ngăn kéo đã bị khóa. Một cái ngăn kéo chưa bị khóa. Nho mở ra và thấy bên trong có một cái chìa khóa sắt. Mở đi. Sao đâu. Nho xanh sẽ tiếp còn thấy một cái thang nữa. Một cái thang để trèo lên trên cái khóa sắt ấy. Thì cái thang rồi đâu Sleeping Beauty? Đâu? Thế nào? Cái... Beauty and the Beast chứ? Nào, chưa cái dấu con mèo. Đầu tiên thì đi mở cái cửa sổ A này, cầm quyển, tiếp đến là cầm quyển sổ nhật ký, cất đi. Sau đấy? Nó mở cái nhật ký ra có thể thấy quyển sổ này mới viết được một trang. Trang đấy ghi là... Không đọc. Tôi... Không. Ok, chỉ biết là quyển sổ rất là mới thôi. Nhìn cái gáy sách ấy, cái phần này có thể thấy là mới viết được một ít, khá là ít. Không tò mò, không nên mở ra, không nên đọc tí đi bắt thân. Mà thật sự, đi xem quay lại chỗ giá sách kiểm tra. Em muốn cho anh một cái sách cần đi.
Ok. Ấy nhầm. Nữa hả? Em choáng ngợp bởi vì cái lượng thông tin quá nhiều ở đây. Em nhìn vào những cái cuốn sách lúc bị hoa mắt rồi cả. Thôi chúng ta không nên tìm kiếm nữa, không có gì đâu. Đó là những gì xảy ra trong đầu của em. Chỗ ở bên kia thì bác thân vẫn đang kiểm tra mấy cái xác. Sau lúc đấy thì sẽ hỏi mình không? Cháu có sợ xác chết không? Cháu nghĩ rằng là trên đời này chúng ta sống rồi cũng sẽ chết. Thì xác chết cũng chỉ là một phần của cuộc đời thôi. Im lặng thật. Còn xác chết của những người bị hại khác biệt gì trong sách của cháu không? Những người bị hại thì cháu không biết nữa. Tại vì ở xứ sở này chết chưa phải là hết mà. Vẫn có những người có thể gọi những người đã chết lên để mà làm những việc còn dang dở. Nên nếu như mà họ bị hại thì khi họ được gọi lên họ còn ân oán phải trả thôi. Có nhiều trường hợp không nhất thiết phải bị gọi lên mà có thể họ có những thứ chưa thực hiện được trong cuộc sống. Họ vẫn hiện lên. Bác nghĩ đây là lý do chúng ta thấy bóng ma của người hầu gái trong căn nhà này. Còn đây có vẻ là xác những mạo hiểm giả. Có thể họ đã đến tìm hiểu ngôi nhà này từ trước. Cho phép hỏi đi em là thân có tìm nhìn được cách mà những người này bị giết không? Hay là cái xác cũ quá rồi? Thân sẽ thấy nhá. Những cái xác này hơi mềm. Và nó khá là sạch, giống như là được làm sạch ấy. Mình sẽ mô tả giống như là bị ăn thịt thì người ta sẽ nấu đúng không? Người ta lần qua và người ta cạo hết thịt ra. Có lẽ chúng ta không nên ở đây nữa. Xem nhau làm gì đi. Library moment. Hai đứa này cũng chạy sang. Everyone go to library. Lúc mà nếu mà ngó vào thấy trên đấy toàn sách và sách thì con Hải Đường sẽ chạy lên tầng luôn bởi vì sách kia xem béo rồi. Thôi nghe tôi chạy. Nghi lúc mà người đi vào thấy nha. Mọi người đi vào thấy nha, xong bị sốc văn hóa. Trời ơi, sách kia. Kiểu hai đứa kiểu, trời ơi sách kia, nó kiểu, eo sách kia. Ờ, em kiểu, yeah, cái thang, đúng ra rồi. Tài roll cho anh một cái perception đi. Đúng ra, roll cho perception. Roll thêm một cái athletic nữa đi. Acrobatic check. Rồi. Nice. Đây là mà nên đi viên rồi. Tài đu trên cái thang nên bị ngã. Cái bẹp. Thì ngã thì xài mười cái cửa sắt. Cái đó rớt ra ngoài. Đấy, gãy cửa sắt đấy. Và có một cái gì đấy, một cái cửa bí ẩn. Oh my god. Oopsie. Ở chỗ này này. Không được, mọi người nhìn thấy kiểu cái cửa nó bắt đầu mở. I didn't do anything. Nhìn được cái thang. Nó tự nhiên nói tiếng Anh được hả? Nó xanh nhìn thấy cái đấy. Nó nhìn thấy nó ngã đập đầu. Bây giờ hệ điều hành nói tiếng Anh. Good job. Ok, không sao hết. Nó xanh sao đâu. Nó đang ngó. Cái cửa ở cái phòng này ấy, nó không nằm ở dưới đâu mà nó sẽ ở tầng bên trên ấy. Đó là một, nó chỉ cao tầm khoảng hơn 1 mét thôi. Và mọi người phải bước lên thang, mọi người chui vào được. Khi mà nhìn bên trong thì bác thân có thể thấy đây là một căn phòng cũng có quyển sách, những cái giá sách nhỏ. Và nội dung của những cuốn sách này mô tả nghi thức triệu hồi, quái vật, gọi hồn. Nó thuộc về một cái giáo phái mà trong cuốn sách, trong gáy nó ghi là giáo phái Ocibus. Bác thân có biết gì về ma thuật các thứ không? Ý là có tìm hiểu không? Có biết về ma thuật divine. Bác thân Ron bên đây đứng ở dưới cầu thang nhìn lên kiểu em cũng muốn lên nữa nhưng mà nó lùn quá nó không bước lên được. Bác thân Ron bấy nó lên. Hỏi ngỏ. Arcana được thì để được này. Những ai nhìn vào đây đều có thể roll Arcana check. Bác thân biết. Cộng trời không. Đất ơi, quái thân. Ở với lại thằng Intel 15. Quá nhiều biết quá nhiều. Lúc mà thằng nhóc còn không biết gì mà. Mình thì rất hào hứng về cái gọi là cái mới này. Những bức thân nhận ra rằng cái giáo phái Ocibus này nó là giáo phái bồ láo ấy. Nó cái tầng sách phách ấy. Hội thánh đức chúa trời đấy.
Ở bên trong cuối phòng có một cái rương bằng gỗ và một cái bộ xương nằm ở đằng trước. Cái bộ xương này đang ôm lấy cái chạm lên đầu của cái rương, và cái rương nó hơi mở hé ra một tí. Trên tay của bộ xương này cầm một cái tờ giấy, giống như là được cầm một cái bức thư có đính con dấu của cái con dấu hình cái cối xay gió, giống cái khiên mọi người thấy ở tầng 1. Đây là gia huy của nhà The Lock. Nó xanh có thể thấy rằng là ở trong cái lồng ngực của bộ xương này có 3 cái phi tiêu. Nó xanh gọi vọng lên bác xem bác thân ở trên đấy, bác thân tìm thấy gì chưa? Trên này có những sách tài liệu về giáo phái của triệu hồi của giáo phái nào đấy, là có một cái xác có thể có bẫy. Mang ấy cầm cái khiên của mình lên che một nửa người và cố nhìn xung quanh tường xem có cái lỗ phóng tên nào. Thế thì bác để Sáu lên đây để Sáu kiểm tra cho. Bác thân kiểm tra chắc chắn rằng bác sẽ xung quanh không có cái bẫy nào cả từ cái dương đấy. Đoạn mình pass luôn. Bác sẽ bắn kiểu cầm dương rồi nậy thử dương ra. Một cái tên bắn ra. Đầu tiên là lấy cái tờ giấy trên tay của bên kia đã, ngó xem có gì không. Thì bác thân sẽ đọc tờ giấy đấy, đúng không? Mình sẽ đọc cho mọi người nhé. Nó là một bức thư. Bác nhận ra nó là một bức thư. Một cái bức thư như sau. Người đầy tớ... Đọc luôn cho mọi người cùng nghe luôn nhé. Người đầy tớ đáng thương của ta. Ta không phải đấng cứu thế mà bóng đêm kinh hoàng gửi đến ngươi. Ta thậm chí còn không thể, ta thậm chí không dẫn dắt các ngươi đến với sự bất tử. Không cần biết các ngươi có bao nhiêu linh hồn đã đổ trong hầm ngục. Không thể đếm nổi số du khách đã bị các ngươi tra tấn trong một tối. Các ngươi biết rằng các ngươi không phải là người đã đưa ta, đã triệu hồi ta đến vùng đất này. Tôi không là cái gì cả. Tôi chỉ là run bò trong đất, là bọ bay những dưới ở những tán cây. Ngươi khánh kiệt, ngươi đổ lỗi cho số phận, ngươi đổ lỗi cho việc ngươi bị nguyền rủa. Ngươi nhận lấy niềm an ủi từ một người phụ nữ tôi không y sinh ra cho ngươi đứa trẻ chết non. Ngươi đổ lỗi cho bóng tối. Ta hoàn toàn không nghi ngờ điều này. Ngươi muốn ta cứu ngươi khỏi sự nguyền rủa này sao? Ta nghĩ là không, vì ta thích ngươi ở trong trạng thái như bây giờ hơn đấy. Chúa tể và chủ nhân đáng sợ của ngươi, Strat von Zarovich. Ý tên là Gustav à? Strat von Zarovich, chúa tể và chủ nhân đáng sợ của ngươi. Strat. Thân muốn nhìn xem cái thi thể ở dưới có vóc dáng giống Gustav de Lusker không? Bác thân sẽ thấy đây giống như là một adventure. Cái bộ xương nó vẫn có một vài cái là dấu vải và nó và cái form người này không phải của quý tộc. Em nghĩ là con nghĩ cháu nghĩ là một mạo hiểm giả nó chui vô đây xong rồi chết vì cái đó đó chỉ vô cái đường xong rồi tay thì vừa mới lấy cái lá thư đó trong cái đường ra thôi. Yo, cháu bảo cháu vào thì có thể làm gì? Thử mở cái giường hay sao? Để cháu thử mở cái giường cho. Cẩn thận đấy. Có cần cầm cái khiên của bác không? Để cho chắc. Nha, không cần đâu. Ý nhận có gì. Ý nhận có gì cháu cũng tự lé cho. Rồi. Mà cũng chưa sao sẽ dùng chúng nào. Cho em mở giường ngay Linh ơi. Lúc em mở cái giường ra thì em có phòng bị gì không? Nếu không thì một cái mũi tên sẽ bắn ra. Phòng bị như thế nào? Cúi đầu xuống chút. Thế thì em roll cho anh deck check với advantage. Deck save chứ? Deck save đấy, sorry. 2-20, 3-10 và 13. 6. Pass. Em né được cái mũi tên đấy. Nó là mũi tên cuối cùng còn lại trong cái rương. Ở bên trong... Đúng rộng. Bác xem ơi, trong dương là hết mũi tên rồi. Nhưng mà kiểu dương này cũng trống rỗng luôn. Cháu nghĩ là chúng ta nên tận dụng nó hai cái mũi tên này đi. Thử lấy cái mũi tên, chắc lúc này nó cắm vào tường phía sau rồi, thử ngó xem nó có độc cái gì không. Nó có một cái dấu hiệu của việc bị bôi độc ở đầu, màu hơi khác một chút. Lấy một ít vải bọc đầu nó lại, cất mũi tên này đi. Vậy giờ mình đi ra khỏi đây hả? Em cũng muốn lấy cái đường đó,
để đi học cơ chế để về chế đồ chơi, nhưng mà chắc nguy hiểm lắm. Lại chỗ này là đồ chơi ngoài. Tại sao bạn không xuống chơi những thứ kiểu lành mạnh hơn, ví dụ như là trèo cây vậy, chọc chó. Mọi người muốn làm gì tiếp nhỉ? Hay là Minh muốn kiểu cố thủ ở trong phòng thư viện cả đời? Em đang muốn đọc xem mấy cái quyển sách coi nó có cái gì cái summon đặc biệt. Nhưng mà mình là từ cái lúc mà ở ngoài làm mấy quả táo đi qua đi lại đến giờ là khoảng bao nhiêu thời gian trôi qua rồi? Bằng cái thời gian trong game luôn. Ăn xôi chưa? Khoảng 3 tiếng đi, vì là roleplay mà. Đến ăn cuộc nghỉ ngơi rồi mọi người. Trẻ con đi ngủ đi chơi mẹ mẹ nửa quả táo ừ đến giờ mẹ nửa quả táo ăn rồi mẹ mẹ nửa quả táo vẫn đứng một nửa ngồi gặm ừ. Hai bạn là việc quan trọng tại vì chúng ta tính thời gian bằng táo nên là phải ăn đúng. Bạn kiểu người Việt Nam chắc luôn kiểu cái đôi quả táo ra cần táo nó là không don't know what to say. Em đang muốn xem coi trong mấy quyển sách coi nó có kiểu kẹp thư tay hay là nốt hay là bất cứ cái gì có thể dùng để mà đọc được không? Như là đã nói thì ngoài tờ giấy tất cả những cái ở tầng trên này nó là sách phách, tức là nội dung đúng không ạ? Bên dưới là sách lịch sử địa lý, không có sách về phép thuật đâu, nhưng có một cái kiến thức anh mọi người có thể flavor là ngồi trong này chơi nghỉ ngơi khoảng bao nhiêu lâu đấy. Và Minh đã kiểm tra hết đọc qua. Em muốn đọc nhật ký nữa. Nhật ký. Nhờ không dám đọc em đọc. Nhật ký thì nó chỉ có một trang thôi. Nó ghi là gần lắm rồi. Gần lắm rồi. Tôi sẽ thoát ra khỏi cái gọi là cơn bĩ cực này. Hãy tha thứ cho tôi. Tha thứ cho cha. Wow. Sớm dữ, chứ thân đọc nè. Với cả tưởng nhau không phải nhau xanh không dám đọc là lô lệ không nên đọc. Biết điều. Lô lệ 100%. Tưởng nhau không biết không biết tự chữ. Nhau không biết chữ. Biết chữ mà. Có vẻ bức thư này là do người cha của gia đình để viết. Ông Gustav. Vậy thì em nghĩ là cái người chủ gốc của cái lâu đài này, ông Gustav, và vợ của ông ấy đã mời con ma cà rồng mà em nói hồi nãy vô đây. Giờ con ma cà rồng đó nhìn cái nhà này xong bảo cái nhà này đẹp đó, giờ đó là của tao. Bây giờ nó mới ra như thế này. Hợp lý mà. Bức thư của nói cha xin lỗi là nói với ai? Có ba người con. Nếu như mà dựa theo thư thì một người đã chết yểu. Và hai người còn lại chắc là Rose và Thorn. Đã làm gì đó triệu hồi hoặc gì đấy, hoặc là như cháu nói là mời ma cà rồng vào và nó gây họa cho cả nhà. Well, mọi người ăn uống xong chưa, nghỉ ngơi chưa? Hết rồi, chúng ta còn 5 quả táo và 1 quả lê. Mọi người trong quả bí đồ ăn này, mọi người muốn có lấu cho ăn không? Và rất nhiều phô mai. Người ơi, phô mai trong quần nè. Ở trong kia còn tí đồ, còn tí lửa, còn tí đồ ăn, còn tí bánh mì các thứ, mọi người muốn tôi nấu cho ăn không? Em muốn ăn bánh mì bơ tỏi mà chả trong này chắc không có tỏi đâu. Bánh mì phô mai. Mì phô mai. Nào. Let him cook. Let him cook. Bí mật của phô mai là gì không? Thì phô mai ăn với lê thì không cần phô mai có vị, chỉ cần có mùi thôi. Hả? Phô mai mà ăn với lê ấy, chỉ cần phô mai mà ăn với quả lê ấy thì chỉ cần phô mai có vị, có mùi béo thôi là tăng được vị của quả lê lên rồi. Wow, combo này anh ăn thế rồi. Rồi hay sao mà anh biết hay vậy? Yeah. anh làm em nhớ cái phim Ratatouille khi mà con chuột nó ăn cái miếng dâu với lại cái miếng phô mai cùng lúc. Rồi có cần trích survival quay gì không anh? Em có thể nhau bị trong bên tai đúng không? Nhau bị trong bên tai. Ăn rồi mới trích survival bị trong bên tai. Trích đi em run đi. Nho đã xuống cầm hoa quả xuống dưới cốc cho mọi người. Như thật sao? Như là bước vào nhà của mình vậy. Từ khi nào việc ăn mình lại đau khổ như này vậy mọi người? Có vài tiếng nổ diễn ra vang lên dưới bếp. Wow. Wow. Đồ ngon như nô lệ xịn.
Trời ơi! Nó lấy xén, nó lấy xén, nó lấy xén. Đồ ăn của quý tộc. Nó ra đây chính là đồ ăn. Trời ơi, tự nhiên mình nghĩ là mình sống ở đây cả đời nữa, không có vấn đề hết. Cái nho nấu đây trong là này. Nhà của mình. Đúng rồi, cái nhà trắng là của mình. Nho đặt cái đĩa thức ăn vào trong cái dòng dọc lên trên tầng trên kéo lên. Mùi thơm phức khiến cho đúng kiểu Yuki nó kiểu đúng, không... nước dãi chảy thành sông à? Mình suối vậy thơm phức. Kim chi đỏ ao thơm phức lâu lên. Lắm mà mới được ăn một bữa chè bữa mời chất lượng như vậy. Mời cậu chủ. Nho xanh đi mời cậu chủ. Bác Sơn ăn. Chúc mọi người mon miệng. Khi ở cái bánh mì và phô mai thì không có vị, nhưng mà khi được mix vào với lại hoa quả với một ít ngũ cốc mà mọi người mang theo flavor vào ngon nhớ nhà. Trời ơi, nhà bọn mình cũng không thì đầu bếp tại ra đây mà. Đây là nhà. Đây là nhà rồi, không phải đi đâu hết á. Không phải tổ dưng chỉ một mình em đi theo đâu. Là cả dàn đầu bếp. Sao mình lại đang đi tìm cái gì ở đây à? Rõ ràng mình sống ở đây mà. Flavor một tí nhở? Flavor một tí nho rôn cho anh một cái D20 nữa đi. Trên 11 thì cho mỗi người một tem. Ấn đi, ấn đi, ấn đi. Đồ. No! Không sao, không có gì là có gì, không không ai có được tất cả. Chúng ta không nên bay quá gần tới mặt trời. So close. Chúng ta không nên bay quá gần tới mặt trời. Một thiếu một điểm anh ơi, giảm xuống 10 điểm đi anh. Ông em. Đến xe là anh giảm 1 điểm giống như kiểu xài ban đầu thì xài thối rồi. Không được. Rất gần mà vẫn rất xa. Anyway, bữa ăn đi ra nhỉ? Bữa ăn kết thúc đó. Hôm 2 ngày toàn ăn táo. Bữa hôm nay thật là tuyệt. Mọi người chắc chắn sẽ lên tiếp đúng không? Tại sao 2 ngày ăn táo mà hai con điên này nó có sức nó chạy nhỉ? Nó thành một cú sổ bữa ngon. Hãy đi lên. Trước khi đi lên, Linh có thể nhảy sang tầng dưới một tẹo được không? Bác thân ngó xuống dưới một tí. Bác cho nhảy sang map dưới một tí. Bác nhảy bác thân bác tính đi đâu vậy? Ok, rồi. Thiện sẽ xem bác này có đủ thông minh không để xuất sắc quyết định lan in theo. À đủ. Không. À đủ. Không, thiện, thiện cũng để thiện vẫn để DC 11. Cái này không chuyển từ kiến thức người chơi sang kiến thức nhân vật được. Ồ, từ 2 năm 20 à? Bây giờ mới như thế. Ủa? Ủa? Tất cả những gì anh vừa nói là quan trọng nữa. Tự dưng bác xem thành vị thần của kiến thức, bác xem thành wizard luôn. Bác thân kiểu I know everything. I know everything. Rồi, bây giờ chúng ta lên tầng 3. Nhưng mà anh thì kiểm tra cái gì vậy? Cứ để kiểm tra nốt chúng ta lên tầng 3. Và hai đứa trẻ này vẫn đi đầu tiên. Rất là nho đi cạnh. Cái công gian này nó lại thách thức em rồi. Mọi người bước lên tầng 3. Có thể cái sảnh tầng 3 này bé hơn những tầng khác. Rồi đỡ mở ra đó. Không lẽ xây lên tới đây người ta hết tiền rồi. Không hẳn. Chúng ta dừng lại ở tầng này. Không lên trên được nữa. Trước mặt mọi người là một bộ giáp màu đen đứng dựa vào bức tường. Đầy mạng nhện. Như play không? Lấy giáo của nó à? Yeah. Vấn đề như cũ. Cái này phủ mạng nhện cơ nó còn nguy hiểm hơn. Đùi. Mặc thân ra lấy giáo. Mặc thân tôn một cái perception check đi. Ok. Thiện check lại xem là cộng 3 hay là cộng 5. Perception của cộng 3 nào. Ok. Khi bác thân đến gần cái bức tượng. Ok, bộ giáp và chạm vào nó. Bộ giáp cái kiếm xuống và chém bắt thân một hai. Ồ, nó thật sự ở đây. Bộ giáp bị chuyển. I knew it. You must. Đó là một và bộ giáp bắt đầu bước xuống. Em cho nó chém trước một cái nhá. Chém đi. You lift the aim. À không, nó cầm kiếm nhưng nó tưởng là giơ lên chém nhưng nó thả kiếm xuống nó đấm cái. 21 chắc là trúng. Trúng.
21 chắc là chúng cái bọn level 1 này. Trời ơi, 7 đam là hấp hối rồi đó. Là thở oxy luôn. Ừ, món animated armor combat nè. Ôi không, ôi nít. Ôi không. Đam bao nhiêu đấy, đam bao nhiêu? 7. D20 3. D20 em 18. Cộng 18. Em 1. Bao nhiêu nhỉ? Initiative. Chuẩn bị combat chị ơi. Ừ, chuẩn bị combat anh cho ơi. Nói sao bác chữ 1 mà vẫn 10. Đây, để anh chỉnh. Cái đấy, anh mới chỉnh được. Thường là 9. Minh là bao nhiêu? 11. 11. Us, giáp này siêu chậm. Bộ giáp Ronda 3. Cho. Có tên. Cho em đi lên trên đấy cái bao nhiêu feed đấy. Đây, để anh bật grid cho. Nho có đăng nhập được vào Global VTT không? Thì có thể chui vào đây điều khiển luôn được đấy. Thôi kệ đi. Đấy. Em tải về rồi, em không biết tải kiểu gì. Để tí nữa, để lúc khác đi. Grid to hơn tí rồi đấy. Em muốn di chuyển như nào? Đi lên chỗ con ấy thôi. Sao con quỷ lỡ người đó, nó đánh một phát mà Ron tôi hết 21 luôn vậy? Giờ nó đã đánh cái người tan kỳ nhất mà nó giữ Ron 21. Lại đây nào? À đúng rồi, anh Linh ơi. Nói đi. Là em nhầm đấy, cái AC của em không phải là 14 AC, em là 15. Em quên mất okay. Cái human nó cộng thêm 1 điểm nữa. Ừ, ok. Rồi, anh sửa rồi. Nhảy lên, cho em nhảy lên trên đấy thôi. 1 ô 5 feet nhá. Đi, sao em đứng ở sao đứng dưới thấp thế? Thì kẹp mình ở giữa này. Mình nhỏ lắm, anh chạy, anh lấy nó, anh nhảy qua đầu nó cũng được mà. Thôi mình nhảy qua xong chạy thôi, đi trên đấy. Anh ơi, kéo hộ em cái sai ơi. Sai. Kéo hộ. Đứng đây nhá. Chạy hẳn lên chứ, em bấm thường mà, đâu có vũ khí đánh xa đâu. À ok, không, là đứng ở đây nhá. Bấm thường. Ủa, không phải nãy giờ mới rụm cái crossbow hả? Ừ, nhưng mà nho xanh, nhưng mà kiểu vấn đề là bác dê, bác thân sắp đi đời nhà ma rồi ấy, thế nên là nho xanh phải nằm tay cái tay. AC của nho xanh càng cao mà bác thân nữa thì phải, đúng không? Đâu, bác thân 18 mà. Con này là đánh như nào đây, ấn 1D4 cộng dexterity, 16, dính không? Nam strike, 16 trượt. What? What fuck, 16 trượt á? Ừ. Ơ, cái two hit này là cộng cái gì nhỉ? Tôi hit cộng với lại proficiency cộng với lại deck of strength của em. Deck là 3 là 17 ấy. Vẫn trượt. What? Gì đấy? What fuck? Hết được. Đến lượt bác thân. Lượt đầu tiên của nó đã lượt đầu tiên của nó đã action rồi thì với là cái surprise attack đấy mình chỉ là cho nó làm trước một action thôi. Nên là coi như mọi người được đánh hai lượt đấy. Để bác em đây. Nãy em nhảy qua rồi, nãy mất một bon đất Arson không đẩy được, hơi buồn. Đẩy ngã được thì ho. Có nghĩa là cái lượt của nó trong turn order vòng này sẽ không đi mà đến vòng sau cơ à? Đúng rồi, nó sẽ không nó không đấm được, nhưng nó được di chuyển. Đấm nó đi bác, đấm nó đi. Bác sẽ đi đâu nhỉ? Đây. Hình như bác còn chưa có second win. Bác lại còn 5 rồi. Bác ấy giơ cái khiên của mình lên, trên đấy hiện ra huy của nhà Lưu, miệng nhẩm gì nhỉ, nhân danh người bảo vệ nhà Lưu, gia đình Paladin sáng thế, hồi triệu hồi ngọn lửa thiêng. Sacred flame. Ai con bút đấy khỏe thế. Thực ra thì nó đích xác tầm 15. 15 mà, 15 success rồi. Lửa không thiên rồi. Thế kia bây giờ kiểu em bây giờ em có thể xài con character nhờ con character của em là con fighter không nhỉ, buồn đấy. Trời ơi. Rồi và được đấy thôi, không đi ra, đi ra có thể ăn hành. Yuki, mình có thể xài thắng con này mà. Xem nào, làm gì đây? Lấy cái gậy ra chọc. Muốn ơi. Father stab. Father stab. Don't to hit đi. Em mới cộng 4 băng, 18. Đúng ạ. Đúng. Yeah. Đúng. Đúng đam đi. 4 đam à? Kiếp con này AC cao lắm. 1 thì chưa có của anh Master đúng không? Của đất action. Em có chưa? Em có chưa?
Ủa em có chưa để em biết chứ. Biết chứ. Em biết đúng không? Em được dậy chưa? Anh Linh đi mở ơi, được dậy chưa? Biết chưa? Con phơ của em. Nó là con trai của em mà, trời ơi. Con trai em nha, đấy cứ coi như là nó ở đầu đường số chợ, nó được huấn luyện. Ở chí là gì? Flavor là của em mà, cái thơ thông số nhân vật, em biết chứ. Thế em sẽ one on action, em động nó lên nữa. Okay. Em là, em lấy variant human đúng không? Crystal lightning. Còn một feat thì gì? Còn một feat thì em lấy feat đấy, thì đúng là có, ở level 1. Đúng không? Ừ. Ôi, okay. Anh không biết cái gì cả. Nhưng mà anh nhìn khẩu hình anh đoán được em nói cái gì. Không đẹp, không đi. Ấn Pháp Quam đi em. Hả? Ừ. Có tu hit chứ. Có tu hit này. À ừ, quên, quên. Hit đi, có tu hit đi. Quên. Hôm nay anh đã bảo là teacher còn quên. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Đây 4 luôn đi. Đây 4, roll lên đây 4 đi. Đây 4 cộng 2. Cộng 2. Đam nữa. 8 đam mà con à. Ừ. Đam áo. Bộ giáp này có vẻ như là vẫn chưa bị di chuyển nhiều lắm. Một vài vết xước trên người nó thôi. Đến lượt của Linh. Finally. Em có thể nào chạy đến trước mặt nó xong rồi shocking grab cho nó không? Nó làm bằng kim loại mà đúng không anh? Đúng rồi. Ôi, để chơi vui quá. Thôi, nghỉ đi. Ok, advantage mà quên. Advantage mà. Hỏi kim loại xong rồi không advantage. Wow. Yeah, that's my job. Let's go. Mình sẽ dùng Hauru của anh nhá, khi roll ra crit, đổ thêm một cái D100 nữa. Cái gì xảy ra? 30. Spell, đúng không? Spell crit, đúng không? Đúng rồi. 30. Bộ giáp bị ngã. Em được quyền. Bộ giáp bị prone. Vậy nó khỏi di chuyển được luôn rồi. Tuyệt vời, giờ ăn đam nha. crit là nhân 2 đam đúng không? Crit là x2 cái dice. Là 2d8 hay 1d8 nhân 2? Đó là 1, 2d8 và cộng modify bình thường. Nhân đôi số dice. À, crit, spell. Ý là nếu mà có modify thì sẽ cộng, yeah, cộng được nhân 2 cái modify. Hay mà nói. 7 đam. Cái bộ giáp này nó rung lên một bật. Một bên vai của nó rụng xuống. Nó còn một tay thôi. Nó giờ nó vừa nằm mà nó vừa không take reaction được nữa. Do hội đồng đó thôi chú. Yeah. Oops. Đến lượt của Hải Đường. Hải Đường thấy mọi người đánh đấm vui quá. Hải Đường quay ra vỗ vai ông chủ. Cố lên chú. Kill one ạ. Cố lên chú. Chú hãy sống. Yeah. Chú không sống mà cháu cũng chết. Yeah. Yeah. Kill là 1 tên 8 5. 5. Holy shit. Charisma của em. Chấm. Charisma. Đây Hải Đường level 1 Charisma 16. Cộng 3. Thì spellcasting modify 5. Đúng không? 3. Đúng không? Spellcasting modify là 16 là cộng 3. Ah, oh, ok ok. Thầy chúa. Đánh nhau vui lắm. Vỗ vai chú thân không vui. Chú thân cả đau tay này. Chỉ mà đi. Cháu xin chú. Yeah. Yeah. Ow. Yeah. Phun máu. Wow. Tăng máu xuống luôn. Vui. Wow. Vui lên chú. Đấm luôn. Wow. Thế kể ra hai con vội. Công an căng vãi. Cháu tin sau chú. Ngày hôm nay hai người cũng sau ngày hôm nay hai người cũng muốn vào làm nhà của chúng tôi không? Đến lượt của con giáp. Nó có multi attack, mình nó còn một phát đánh nữa, đập nốt cái nữa đi. Cái chú thân lên 11 máu, đập chú thân cái nữa. Nhưng mà nó đang prone mà. Ừ. Tiếp phân tích. Nó đấm được mà. Cái này mà diễn ra trong thời gian thực là giữa hai phát đấm của nó Hải Đường vỗ vai phát. Đấm đấm vỗ vai. Thật rồi. Chưa rồi đúng không ạ? Bởi vì chúng nhớ húi em nhá, vì em còn Silvery Bath nữa. Okay. Ok. Em cũng còn Silvery Bath. Kiểu, nó vừa đánh chúng phát hai đứa kiểu, mày bỏ cái tay đi ra. Ai cho mày đánh? Đến từ từ, chú ta đang hồi máu. Hồi máu rồi. Đúng không? Ờ, em hình như nó còn đánh phát nữa mà. Đánh rồi, nhưng trượt rồi. À, trượt rồi à? Ha ha, phải là roll
ấn áo mắt sách ấn 2 lần. Đấm là cái gì đó, ấn áo tách 2 lần. 18. 18, 1 cộng 3 đúng không? 1 cộng 3 đam. 4 đam, ăn đấm, đấm còn đấm 4 đam. Đấm nó mất 4 máu. Ok. Sau đó em làm gì tiếp không? Nó có làm, nó đang làm khác không? Ừ. Thế thôi. Em enter đúng không? Enter. À, đến lượt của bác thân. Trong bộ giáp sắp giã chưa? Bộ giáp rụng một tay rồi, nhìn bên trong không có gì cả. Nhưng nó vẫn đang cử động, vẫn đang giật giật vì bị giật điện của... Lúc đấy đến turn của nó đứng lên không? Nó không đứng lên. Thế nó lấy cái chân nó đá chú. Nó đâm kiếm okay. Vào đầu gối. Thở sang đầu gối. Bác thân sẽ gõ một... từ ngã prone nó có ảnh hưởng đến deck save không ta? Từ check cái prone. Phải lại tính gọi lửa thiên tính đốt. Feel movement crawl disadvantage for attack roll. Không có. Không có. Thôi rồi. Mà cái gõ một cái Warhammer sẽ flavor sao? Deck save tiếp. À, không không, gõ Warhammer, gõ vũ khí. Thì nó lăn ngã được okay. Advantage. Đợi tí. Đâu nhỉ đây cộng mấy đây cộng 4 2 đi 20 keep 2 1 4 holy shit another critical another one flavor là bác cái cầm cái tay đã gãy của nó giơ lên phang. Đúng chính bản thân mày đánh mày này. Stop hitting yourself. Đây, bác thân roll một đêm 100 đi. Okay. Cái này thì mỗi lần mỗi lượt thì chỉ được một lần thôi nhá. 78. À không, không cool lắm, mình sẽ cái hiệu ứng này hơi tệ nên mình sẽ đẩy xuống dưới tí. Cái này hài lắm này. Đây nhá, cái hiệu ứng 78 nó là sẽ làm cho con đấy bị ngã, nhưng nó đã ngã sẵn rồi. Nên mình sẽ đẩy hướng nó về mức trước. Mức trước là anh có thể lấy vũ khí của nó, nhưng vũ khí của nó là cái tay. Bác đang giật cái tay thứ hai của nó. Cho xin giật nốt tay của lại, lát nữa đầu đá cũng được. Cho giật nốt tay của lại. Lát nữa nó có một đá, nó chỉ có vớt một ke đầu, em cho vớt đầu, nó xoay cái chân mày. Nó sẽ không thể multi attack nữa. Nó chỉ được đá một phát, nếu nó đá được. Ảnh này kỳ dị vai. Em như được Yuki nữa. Ok, lại quật chiu. Quên mất, bác thân mải flavor quá, bác thân quên chưa roll dam. Quên chưa. Mười dam. Đúng là hiệu ứng đúng như vậy, nó còn mỗi hai chân thôi. Người sắp cút rồi nhưng vẫn chưa chết. Đất của Yuki. Ừ, 18 trúng không ạ? 18 trúng ạ. Ok, đấm. Đồng nó đi. Năm, quật đuôi. Năm, mô tả đoạn kết liễu đi em. À, kết liễu rồi à? Hả? Em... em... Holy cái bộ giáp. Trong cái này em... Ôi chứ tôi cũng không... Xong rồi em đọc đi xuống. Rồi là em sẽ... Đục cái đấy, đục phát của ấy. Đúng vào cái... Thế nào? Em sẽ đục một phát. Đúng vào cái đầu của nó. Xong rồi là nó ngã xuống. Được quay một vòng như thế này. Okay. Chứ nó xoay được, nó kiểu ke đầu, nó cũng xoay vào nó cũng sợ nó lăn vào bên phải. Sau đấy nó sẽ ăn xuống dưới. Ừ, nó lúc dưới làm sợ, làm sợ. Ok, sau nó lúc xuống dưới. Để thân nó là cầm hai tay, nó trên hai tay mình. Nó xanh, bắt xanh thêm giáp. Bắt thân, cái giáp đấy, bắt cái bác cái giáp đấy cho thành tôi lặn, bác có sắp bắt mặt được không đấy? Yeah. Actually, không bắt được. Mặc đi chậm. Disadvantage. Trong này đi chậm hay không vấn đề đâu. Ừ đúng rồi, cứ mặc đi bác, Mặc đi bác, không sao đâu bác. Đánh nhau mình thấy vướng quá thì bỏ ra sau. Thậm chí mình có thể cầm bố mình ném vào người nó. Đấy, đúng rồi, có cho thể bê bác ném vào người nó. Linh có cho loot được cái bộ giáp đấy không? Hay là nếu bảo là lúc mình đánh nó thì nó bị tí không? Không, ý là lúc mình đánh nó ấy, nó chết ấy. Thì nó bị, bộ giáp bị móp méo ấy. Nó sẽ không okay. Sử dụng nữa. Hai cái tay. Ok. Hai cái tay đeo nghịch. Tự nhiên này có con led. Ừ, con led. Có hai cái tay cộng AC không? Không cộng AC em. Mình muốn flavor không nhỉ?
flavor đi, flavor thôi. Trời ơi. Cho phép đỡ chiều, cho phép đỡ bằng cái găng thải cái này đi đi anh. Cho bác thân một cái găng len real. Để quý vào. Không rồi, Avril bảo không rồi. Bác đúng là tâm tình thả nốt rồi. Ý là flavor là sao? Ý là có flavor cho nó làm tăng AC ấy. Cái vũ khí được ấy. À, cái đấy là cơ chế rồi, thường Thiện nói flavor là kè màu với nhau thôi. Không cần đâu. Mới khác cần đi. Ok, ok. Mà cố bảo là không rồi. Avril bảo không rồi. Có không? Anyway, được phép không? Nó xanh sử xài với. Không, không dùng được. Actually bộ giáp ấy không dùng được gì cả. Hiện giờ nhá. Actually mình muốn nói mọi người đã bây giờ là 11:53. Ta dừng ở đây cũng khá là đẹp. Thôi, em nghĩ là mình nên tiết chế lại để tuần sau có content tiếp ấy. No. Được. Do it. No. Sao Thiện hỏi một cái khá là, đẹp. Là nếu mà bây giờ Thiện cho nhân vật chạy một vòng tầng này nhìn map thì nó có trigger content không? Tầng này cái gì? Tầng này. Có. Còn cái tầng này ờ ok thế đi thôi tại vì actually, tầng Thiện... này là tầng ok ok thế vậy thì thôi tại vì Thiện vẫn đang muốn check cái mà lúc nãy Thiện check nốt sợ tuần sau quên. Anh nốt lại ở đâu đó đi rồi tuần sau anh mở ra anh xem lại không biết tuần sau nhớ luôn. Vậy thì xin phép là buổi DLC đào đắt còn cần chúng ta sẽ dừng lại ở chúng tuần sau chúng ta sẽ có tập 2. Rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự cái gọi là shortcam của mình. Mọi người đến bởi vì chúng ta sẽ không có XP nên XP real nên chúng ta sẽ chuyển qua màn gọi là XP tình thương ngay bây giờ. Yeah. 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 Nho biết về XP tình thương chưa? Chưa. Tưởng mày xem cao thảo từ nước sâu chơi mấy lần đến cuối giờ rồi. Kiểu... vấn đề là kiểu một vài lúc không, một vài hôm nữa có phải không nào cũng xem cuối giờ ấy. XP tình thương tức là chúng ta sẽ trao cho nhau những cái nhận xét về tất cả mọi người, về dungeon, về người chơi, về DM. Theo thứ tự luôn nhỉ? Hay là trừ nho xanh ra đi, nho xanh sẽ để cuối đi, xem mọi người thì làm thế nào. Cái mục tiêu của việc chia sẻ này thì hãy nói ra nho có thể chưa rõ là... đơn giản là vì Thiện nghĩ chúng ta chơi cùng nhau và để mục tiêu là chơi cùng được lâu dài thì mình nên như một cái nhóm bạn chơi chung với nhau nên chia sẻ rõ ràng những thứ nào mình thấy hay, những thứ nào mình thấy chưa hay thì có thể là giúp nhau cải thiện và tạo được cái môi trường vui nhất cho bản thân mình. Không nên để cái gì đấy giữ trong lòng không hài lòng. Về sau cuối cùng lại trải nghiệm của mình lại thành không vui. Thì đây là cái thời gian để mình chia sẻ những cái đấy với nhau, cũng như là khen nhau những thứ nào mình thấy hay thì để có thể tiếp tục phát triển. Đó là mục đích. Trả lại cho Linh. Linh điều hành. Ok, cảm ơn Thiện đã là chia sẻ những điều này với nhau. Bây giờ mình sẽ chạy theo vòng tròn của Discord luôn nhỉ. Bài đầu tiên đi. Trời ơi, bác đang bật stream mà. hôm nay xem nào, đầu tiên ok review đêm mở đầu tiên. em chơi cái nhà mà lần đấy là lần thứ 7 rồi vẫn vui như lần đầu, không chưa bao giờ cái nhà này đúng chính xác đúng một lần. Thứ nhất là lần đầu tiên em chơi cái nhà ma này cảm thấy nó thật sự gây ra kịch tính như là nhà ma. Lần thứ hai thì vẫn cảm thấy khá là ghê nhưng mà bắt đầu đứng từ lần thứ ba nó thành nhà hề. Em để mà nói thì chắc là em cũng kể cả nhá, anh Linh biết là em thường hay em hay miss clue rồi là em tí hết em chơi D&D nhưng mà đến mức độ bây giờ thì em có thể nói là em thuộc cái nhà này của anh có ít nhất là room rất là thứ ấy. Nhưng mà hy vọng là em chơi một cái cách mà nó không bị ảnh hưởng đến cảm giác của mọi người, như là kiểu em sẽ dắt tay mọi người là ê chỗ này có clue, ê chỗ này có event. Em khá là muốn tránh cái điều đấy xảy ra. Một phần thì em cảm thấy kiểu anh Linh dẫn này em cũng sẽ không làm cái trò đấy, em cảm thấy thế thôi. Ok, bây giờ về người chơi thì
Hôm nay chơi với mọi người vẫn rất vui. Ô, em cực kỳ thích chơi roleplay bọn trẻ con. Bởi vì là chơi đúng kiểu vậy. Làm gì cũng được, freestyle, yeah. Hôm nay chơi với đường kiểu hậu quả không phải do tôi chịu. có thể gánh chịu hậu quả. Do tôi chịu, hậu quả do nhau chịu. Hôm nay đúng kiểu chơi hai đứa trẻ con với đường vui kinh khủng. Em thích nhất cái quả mà đu cửa sổ với cả đá vào chân cái bộ giáp. Được yeah. Support kìa, đã mạnh lên, mạnh lên. Thôi được rồi, sorry. Tại cứ nói đốt đi rồi sau thì sao? Đang rồi sao? Mình nho ở hiện như lần trước thôi ở bên kia rất cố gắng tiết chế một đứa trẻ con mà không thể làm nổi. Chị rất thích cái kiểu bất lực nho ạ. Ngay gì cảm thấy kiểu tại vì đúng là có cái phần roleplay nó hơi tinh lực giai cấp xã hội nên là Yuki vẫn chưa có bon với lại mình lắm. Hy vọng là session sau, nhưng mà sau combat mình có thể kiểu I'm protecting you và cái gì đấy thì nó sẽ bắt đầu có bon. Bạn dạy mình cách đấm nó, mình dạy bạn cách giật điện đó chưa? Ok. Bạn học được không là gì? Ok, công chủ không thể học cái trò ấy được. Sao cả, mỗi ngày chúng ta đi là một lần mở mang. Kể cả không vẫn học thì nó vẫn vào. Hôm nay thì lần đầu chơi anh Thiện được với player ấy. Đấy cũng, siêu vui. Cái quả bắt thân. Kiểu bất lực với hai đứa trẻ con. Mẹ. Tôi rất tất cảm ơn mọi người hôm nay. Hôm nay một session siêu vui. Ok, em hết rồi ạ. Tiếp đi ạ. Cảm ơn Sai. Đến người tiếp theo là đến Thiện. Đắc bảo vệ chúng ta. Hôm nay đầu tiên là cảm ơn Linh đã tạo ra một cái one shot này để dẫn cho campaign của bọn mình. Giúp Thiện dẫn trong vài buổi. Thiện thấy cái cách Linh để cho mọi người thời gian để roleplay với nhau rất hay và để phát triển cái mối quan hệ của những nhân vật này. Tại vì đúng là những cái nhân vật này mình chỉ gặp những nhân vật này trong thời gian ngắn thôi. Có cái không gian để phát triển mối quan hệ của họ thì Thiện nghĩ là rất là thú vị. Thiện chắc rằng thì cũng có một sự cân bằng giữa những cái đấy. Có thể cũng có một số lúc có thể là do cả hội mình chưa cùng tạo nhân vật với nhau nên là chưa biết rõ nhân vật của nhau như thế nào, tương tác như thế nào nên hơi awkward một tẹo là có những cái khoảng lặng mọi người chưa biết là nên tương tác với mỗi nhân vật của nhau như thế nào. Thì nghĩ đấy là cái việc chơi one shot thôi. Về những người chơi Thiện hôm nay là rất thích cả Xài và Đường chơi hai nhân vật trẻ con tương tác rất là vui vẻ, rất là thú vị với thế giới Linh tạo ra và cũng là cái cả câu chuyện bọn mình kể với nhau. Nó mang lại một cái luồng không khí vui vẻ, chứ không nếu mà chỉ có ba thanh niên nhân vật bên này thì khá thấy là cả cái nhà ma này đúng là nhà ma thật. Không phải là nhà hề. Nhân vật của Nho chơi cách chơi của Nho, anh thấy có thể là cũng do một phần là do nhân vật chưa quen với những nhân vật khác hoặc là cũng có thể là Nho chưa quen với những người chơi khác thì ngay từ lúc đầu có hơi ít tương tác với mọi người một tẹo, nhưng mà dần dần về sau cũng cuốn theo cái sự nhà hề của hai thanh niên kia và cũng có một khoảng thời gian chơi rất vui với mọi người. Có vẻ là em có một cái ritual trước khi lăn xuất sắc. Anh Duyệt vuốt tóc. À thế tới đã thấy về... chỉ có bật camera lên chuẩn với nhau mới có. Về nhân vật Minh, Thiện cảm thấy hôm nay nghe thì chưa hẳn là tương tác quá nhiều với tất cả những người chơi khác hay cũng như các nhân vật khác. Có thể là em vẫn còn hơi mệt do ốm xong, hoặc là có thể hôm nay nước mạng anh ơi. À hoặc là em nước mạng nữa, nghe được mọi người đâu.
anh thì cũng giống như Sài lúc nãy là có hy vọng một chút là chúng ta có thể thấy được cái sự bonding của nhân vật, hai nhân vật chính trong campaign mình là Yuki và Minh. Có thể là trong các cái one shot tiếp theo, trong các cái tập tiếp theo của one shot này thì ta sẽ thấy nhiều hơn. Bản thân Thiện thì tại vì cũng chơi một nhân vật thân với Minh nên là cố tạo ra những cái khoảnh khắc nói chuyện với Minh để mở mang thêm về cái background của nhân vật này trong quá khứ. Thiện thấy rất cảm ơn Nghi cũng đã tương tác cùng Thiện những cái khoảnh khắc đấy. Và như vậy là tất cả mọi người, Thiện xin hết. Cảm ơn Thiện. Cảm ơn Thiện là đến lượt mình. Hôm nay, trong buổi hôm nay đúng là spotlight, nói về player đi, spotlight của Sài và Đường quá nhiều. Nhưng cũng rất tuyệt vời là có một quả nho xanh đánh đàn 20. Hôm nay lại còn bắt bọn tấm, lại còn quýt hôm nay rất nhiều nữa. Ui, em câu tờ chưa bao giờ dễ đến thế. Ở nhớ cái hồi đầu chơi đánh cái con này chạy chặt vẽ của mọi người. Kiểu đánh được nó là tất cả đóng thở oxy ấy. Nhưng hôm nay ra được nhờ nhờ có gọi là cái sự tương tác của Sài và Đường đã làm cho cái không khí u ám nó biến mất, và nhờ có sự phù hộ của vị thần, chắc là thần của Nho, đã làm cho encounter trở nên dễ hơn bao giờ hết. Cam rất trôi. Duy chỉ có mỗi vấn đề ở đấy, vấn đề của Nghi. Sometimes Nghi tương tác không được gọi là đều lắm, nhưng mà đó bây giờ mình đã biết là do rất mạng rồi thì nó không phải vấn đề nữa. Chỉ mỗi vấn đề đấy thôi, còn lại những người chơi khác mình không thấy có vấn đề gì nhiều cả. À đúng rồi, còn Nho, bởi vì là Nho vấn đề đấy cũng Thiện cũng đã nói rồi, mình sẽ không nhắc lại. Còn lại thì may quá hôm nay Xài không thấy chán. Ôi chưa anh bao giờ sợ... cái nhà hề này nó chán đấy. Anh chỉ sợ là em đã vì đã biết quá nhiều rồi, nhưng em anh đã đảm bảo là em đi hết cái content này đến content sau sẽ khác. Ok nha. Mình rất cảm ơn mọi người hôm nay đã đến và rất là gọi là hưởng thụ cái podcast này. Mình xin hết. Xin nhường micro cho Nghi ạ. Ok. Hôm nay nhà em cục wifi nó cháy rồi anh ạ. Lời quyền nó lại lặp lại rồi cháy. Nên được, nó liên tục cháy. Cái cam này nó bị nguyền rủa nè. Kiểu những lúc mà em mở mồm được là những giây phút hiếm hoi khi mà cái cục wifi nhà em nó không cháy. Và kiểu em nghe mọi người em chỉ nghe được khoảng 50% thôi, nên kiểu vừa lúc em kiểu chết mẹ rồi, nãy anh Linh nói gì ta, chết rồi, nãy anh Thị nói gì ta, mà em không dám hỏi lại tại vì kiểu mọi người đang rô đây rất là vô mạch, thì giờ hỏi ủa mọi người vừa mới nói cái gì vậy thì nó kỳ lắm. Nên em kiểu giống như con cá mà bị rớt một cái vây, đứt một cái đuôi, bơi tùm tùm tùm. Sao nghi cơ chat không được, chat không được, vợ chat nó xoay vòng vòng. Mẹ về chị ơi, không vỡ chat là không được. Tại vì chị không có ritual đấy, cầu nguyện đi. Do trước khi mà ngồi chơi D&D ra cái cục wifi anh kiểu không chạy. Cục wifi tốt đấy, muốn mặt mua nhà. Mình đang nghĩ đến chuyện mua nhà mạng mới. Anyway, nói chứ hôm nay chơi thì Đường với lại Yuki cực kỳ vô chi. Em thấy Nho vẫn bonding được với mình một mảng nào đó, mà tại vì lúc đầu có vẻ hơi nghiêm túc, nhưng mà sau đó thì thấy hai mẹ kia vô chi quá, xong rồi cái mindset kiểu quay 180 độ, cái mẹ giờ đằng nào cũng kỹ hai má điên này rồi, không điên chung với nó thì cũng bị nó làm cho phát điên thôi. Nên rất vui. Với lại cái nhà ma này em đã chơi của anh Linh một lần rồi, và đợt đó thì cũng không bị hành ra bã cho lắm, nhưng mà cũng là đánh lộn. Cái đoạn mà Nho đi kiểm tra dược giáo của bốn con tượng bốn con mặc áo giáp đứng ở tầng 2, em kiểu khoan sao tự nhiên thấy deja vu quá ta, hình như 3 giờ sáng hôm nào đó mình cũng đã từng đánh ba con quỷ lõ này rồi. Xong rồi anh Linh kiểu tụi nó không làm gì hết, xong kiểu xong nay anh Linh hiền thế nhỉ, xong đến lúc lên tầng 3 mới kiểu thì đã nói ở đây. Hình như em cũng không còn gì để nói nữa đâu, em hết rồi. Thêm một cái nữa, ngoài rớt mạng ra thì em mới ngủ dậy mọi người, nên em chưa tỉnh đâu. Ngủ 4 tiếng.
em ngủ từ 1 giờ chiều cho tới 8 giờ tối mà em vẫn chưa tỉnh. Em theo giờ. Lúc mà em tỉnh mỗi giờ của người em... trái đất. Giờ Mỹ. Vâng, em sống giờ Mỹ rồi nè, em người Việt Nam sống giờ Mỹ. Nên lúc mà bây giờ em tỉnh thì cam hết rồi nè. Mẹ nó cũng ổn định lại thì cam hết rồi nè. Em xin hết để mời Đường nói. Lấy quên rồi. Nói đi bà nói. Hôm nay mọi người thấy Đường vào vai một người, một nhân vật không bóp người khác, không cản trở người khác, mà là người đi làm trò. Mọi thứ vui thật, hôm nay em kiểu lâu lắm rồi em chơi mới chơi những cái thứ nó vô tri ngu ngu như này, kiểu bảo này sau cái từ vì đúng là từ cái thời đầu những lúc đầu tiên mà em vù vào D&D ấy, thì em mới có chơi một hai nhân vật tới kiểu bị ngu là một bà dwarf nghiện rượu đập vào chính, và thứ hai Đường nó cũng không ngu lắm, nó kiểu khôn lỏi và nghịch vì nó trẻ con thôi. Và đâu sau đấy là cái chuỗi ngày kiểu hành hạ backstory của con chính mình ấy, xong rồi nó bị đau khổ cho chính người chơi vì má nghiêm túc quá vẻ đấy. Hôm nay em kiểu em được thả sinh chết với em rồi. Mình sẽ đi phá nhà đấy này. Thật vui thật. Trước tiên là cảm ơn DM Linh vì một con số rất chỉ là bùng lộ. Thật ra là em cũng không có niềm tin về việc cái con số này nó sẽ đáng sợ lắm khi mà em nhìn cái dàn người chơi mà kiểu mình đã gặp cái nhân cách khác ở bên thám tử nước sâu rồi, nên là em tin cũng không sợ được đâu. Nếu không biết đồ hè đến mức này em cũng hơi quá tay, em xin lỗi cả nhà để có thể buổi sau mình tém tém lại cho nó sợ hãi một tí chẳng hạn. Nhưng ngày đấy về người chơi thì em rất ưng. Thành rồi chị xin 2 phút à? Em vẫn rất ưng, nên là lâu lắm rồi mới chơi lại cùng anh Thiện với tư cách là người chơi với nhau. Tận hưởng cái cảm giác này. Nó thấy một cái màu nào đấy mà kiểu quay trở lại quá khứ thật xưa khi mà thấy chú Danny với Hải Đường trong một cái quan sát đấy khác. Xong rồi cũng lại những cái thứ chú cháu làm nhảm xung quanh. Về Nghi và Sài. Thế là đối với Nghi thì đúng là Nghi bị tập tịt. Nhiều lúc thấy ngoi lên muốn thở vào lắm, nhưng mà kiểu mọi người đã bị cuốn theo những thứ khác rồi. Hôm nay mọi người kiểu nổi sóng kiểu giật ngay ấy. Sai đi. Vẫn điên khủng như thế. Không thể tin được là con Yuki nó có thể nhảm như thế này. Em cũng thấy nó nhảm rồi, nhưng mà em không biết nhảm đến mức này. Em kiểu bị thật sự ấy. Có ăn thứ của một đứa bị nhảm lịm lên thôi. Nhảm lịm chút một nghìn luôn. Tôi nhảm phát điên. Cái cửa đấy nó đang trâu hơn chính mình. Nên là thôi em cũng cứ nhảm cùng đi vì vui mà. Không sao hết. Về chơi với nhau hôm nay cũng rất là vui. Đúng một đoạn đầu thấy nhau nghiêm túc phải nhau kiểu nào. Tại ra đây thay đồ các thứ rửa tay rửa chân. Xong lúc sau đi. Nó cũng đi. Không thể. Sống chung với lũ. Không thể từ chối. Phát thế nào được. Nên là rất là vui khi được chơi mọi người buổi nay. Em trân trọng và cảm ơn mọi người rất nhiều. Yeah. Công nghiệp quá. Lúc nãy Nghi nói câu sống chung với lũ, anh nghĩ là em nói thiếu. Anh nghĩ phải là sống chung với lũ đầu đất. Wow, shots fired. Oh no. Về cái không khí của một game kinh dị ấy, Thiện thấy có một khoảnh khắc sau game này đạt được cái đấy là lúc các cái tranh trong tường nó vỡ ra và trong đấy có xác người. Thì Thiện đấy là một khoảnh khắc trong game mà nó đã toát lên kiểu cái không khí kinh dị. Nhưng còn khác lúc khác thì nó vẫn hề chúa. Cái đấy cũng là một cái Thiện thấy kiểu việc Thiện dẫn cũng khó để mà tạo được cái không khí đấy trong một cái game D&D. Thế từ buổi sau em tém tém lại. Không nhất thiết đâu, nói chung là thế nào mình chơi thấy vui là được. Tại vì nếu như mà nó vẫn giống chứ thì cái content để em bị nổi ra option ra gà nó vẫn còn chắc là session sau nữa. Cái đấy em buổi 2 em chơi xong rồi em bị ám ảnh, em bị mất ngủ luôn á. Mất ăn mất ngủ. Thực ra thì hôm nay nó không kinh dị bởi vì là mọi người roll ra 22 crit liên tục ấy. Đến lúc nó mà sống được qua một round nó sẽ đẩy mọi người xuống ở ngay cái này là 3d6 dam ấy. Nhưng mà mọi người đã creep đẩy nó ngã xuống trước, nó không làm được gì cả. Đấy chính là cái cảnh nó phá cái không khí kinh dị đấy, nhưng không sao, nó sẽ vui mà. Đến lượt đấy nhở? Đến lượt nho nho nho
thì để nốt em thì phải đâu chị Đường với cả chị Nhi bảo em là nghiêm túc đúng không? Tại vì mới đầu em tưởng kiểu chắc mọi người cũng giống em, kiểu anh Vinh đánh xây cái khu vực này thì nó là kinh dị rồi. Ừ ok, em nghĩ là thôi nghiêm túc một tí, có gì cùng một mình chết là đủ rồi. Nhảy vào xong em mai sau này mới biết là kiểu xài chơi cái chỗ này rồi ấy. Con nhân vật con biết là kiểu lô lệ nhỉ, anh phải ngay từ level 1 cái con lô lệ của em có một cái nó là mindset của worker ấy. Ừ thế là em nghĩ đến là lô lệ thì ra đây không phải lô lệ bình thường, lô lệ cái level 1 ngay từ level 1 này là lô lệ cấp độ cao, lô lệ có mindset hoàn hảo. Thế là một lô lệ thì phải cư xử như một lô lệ thì phải nghiêm túc lên cho thay cho chủ nhân. Em mới đầu em tưởng mới đầu là em nghĩ là có xài ở đây rồi thì chắc chắn là nó sẽ không nghiêm túc, tại vì em chơi game với xài rất là nhiều. Xin lỗi. Xong em thấy em nghĩ là chị Nghi về cái con nhân vật Minh đấy nó cũng sẽ thôi nó cũng sẽ theo flavor, nó sẽ không nghiêm túc. Thế là một thế thôi, một mình em với cả anh Thiện nghiêm túc là đủ rồi, thế là đủ rồi. Xong cuối cùng nghĩa là ok, cũng chả có gì kinh dị lắm, nó rất là yên ổn, nó rất là nhẹ nhàng cho đến phút cuối cùng nó vẫn nhẹ nhàng. Thế là em cảm giác em chả biết em phải roleplay kiểu gì nữa. À đúng rồi, mà mình nhớ anh Thiện mấy hôm trước em thấy anh Thiện kiểu nghi ngờ em, tại vì thấy em nghi ngờ em toxic đúng không? Chứ nếu không phải tao gươm đẻo ấy. không chị luôn hiểu, em chửi chị nhiều mà. Sao lại tao hiểu? Kiểu miễn là em biết sao nhở, không phải là kiểu em không hẳn có toxic, em chỉ đơn giản nếu mà em thư thái quá em sẽ chửi rất là nhiều thôi. em quá tự giãn thì em sẽ bắt đầu nói như một cái máy bắn rap. Yeah. Anyway. Nếu mà kiểu mọi người bắt đầu thấy em hơi quá đáng thì hãy nhắc em một câu. Không sao đâu, vào ca bà mộng bà chửi ngay, không có quyền chửi trước. Chửi văn minh nhá. Không chửi không văng một lời bậy nào mà vẫn đau. Mày chưa thấy con nhân vật mộng của Đường chửi một nhân vật vay số tên. em không văn vở với thế đâu, không có con nhân vật của em nào, không có con nhân vật nào mà em chơi kiểu nó văn vở với thế cả. Nó sẽ chỉ đơn giản là hoặc là máy trông, hoặc là máy trông trẻ, hoặc nó sẽ là một cái máy gì đấy để ngăn cản cái gì đấy thôi. Thế thì về máy chết không có quyền con người nữa rồi. Em cố lên. Không thì chứ kiểu chị nghĩ một thằng vừa nhảy vào cam, anh ơi em làm lô lệ nhé, sẽ có quyền lô lệ, sẽ có quyền công dân à? Thế thì máy chết rồi, cái phòng này có người dọn tầng hầm rồi. Máy xuống hầm. Chết rồi, rền đi có người thay chỗ. Máy xuống hầm cùng rền đi. Rền đi có người thay đợi người, rền đi có người thay chỗ rồi. Anh cao hết. À, nho xanh tên biết là Renia. Bây giờ mà lần sau thấy Renia bắt đầu mở cái rick the shit. Đình. Cái tổ xin là thật là vô lệ. Hát thuật. Đâu không thấy được. Sau này kiểu ai muốn làm chủ nhân của em đây, ai muốn làm chủ nhân sẽ có tất cả tiền, tất cả item của em luôn. Ôi chết nha, chủ nhân của Renia là có vấn đề đấy. Cái đấy sai lắm mày ơi. Thích làm gì thì làm không? Flavor. Em tin anh Linh sẽ để em flavor cái đấy. Làm một nơi chính thức. Ở one shot nhá. Diện đang tưởng tượng Renia trong cái thế giới đấy. Bình thường trong các cái game thì có thể là tên của NPC nó rất là generic và nó màu trắng. Đến một ngày nào đấy thì mọi người thấy tên nó đổi thành có màu. Renia đã nạp lần một. Nó còn nạp. Nó từ NPC. Renia playable when. Kiểu tự nhiên thấy ảnh Des áo ủng các thứ có phải là chi tiết thua dơ từng cái không? Renia tự nhiên được có update model mới. Renia playable. Renia ra phiên bản năm sau. À, cái nữa với cả hồi đầu cam lúc ta bắt đầu cam lúc đấy đang ăn. Không nói được. Chắc khó, đâu phải mỗi mình bày ăn đâu, mình cũng ăn mà. Không sao đâu, tao ăn rồi. Có ai động đến chị đâu. Vấn đề là có ai động đến chị đâu, còn con nhân vật của em đi suốt. Đúng mà. Có anh Thiện đụng tới đúng lúc hẹn ngày. Ừ, bánh mì siêu cứng. Đấy, ok. Còn về DM thì anh Linh vẫn là anh Linh thôi, không có gì thay đổi. À, khen hay chê vậy, lần trước anh cho xài biến hình, biến từ người tốt là người xấu. Em còn xài hết cứu rồi.
sắp xài tự hủy. Anh đã em cố nhưng mà tự hủy. Em được cái tình huống như thế. Không, em lường trước được, em tưởng chị cũng biết. Sao mày không bảo tao, mà sao mày lại cho, sao em lại đặt một kỳ vọng cao ở chị đấy. Chị là chị em mà. Chị là chị em mà, sao em không được đặt kỳ vọng? Why? Mày không nghĩ là tao nhận ra cái clue đấy là hơi quá khả năng của tao. Chị cũng thấy cái phản ứng, chị cũng thấy cái phản ứng của em ngày hôm đấy không phải là em phản, là em còn thậm chí em còn không phản ứng với việc chị nói như thế. Ừ. Em phản ứng với cái khác. Anyway, nói một chút về việc hôm nay cho chơi đi, em có thấy là em chơi với mọi người hợp không? Em mà có sao đâu, chỉ là cái trò chơi thôi, hơi khó chịu tí. Em tại vì em dạo đây chuyển sang đi làm buổi chiều không ấy rồi. Tao cũng vừa ở trung tâm làm về đang phim giáo viên. Em mới ngủ dậy. Vậy mình vẫn chơi 8 giờ hay 8 rưỡi mọi người? Để em biết em ngủ dậy trễ hơn hay ngủ sớm hơn. Chơi 8 giờ rồi. 8 giờ rồi. Thay cho được tuần sau có bị vấn đề gì thời gian không? Em nghĩ là không sao. Ok. Anh tin em nhé. Em sẽ muộn được cỡ 5-10 phút rồi. Mức xuống tận 8 rưỡi rồi. Vậy thì mong là thời gian tuần của sau. Thời gian của Nho em có bảo là hơi dở một chút cho em thì em nghĩ là có tiếp tục commit được lâu dài đến mà chơi giờ này không? Commit được, vấn đề là kiểu nó sẽ... Em không biết là cứ để sau này đã. Tại vì là bây giờ cái thời gian của em cũng chưa bị đầy ấy, nên là em vẫn xử lý được. Ví dụ như kiểu ngày mai em đang đi thi xong bây giờ em vẫn ngồi đây chơi DM này, DND này. Ủa? Ừ, em đi thi. Hả? Đúng cảm. Đúng rồi. Sau ra học một chiều rồi. À ok, học rồi. Kể cả kiểu ngày mai cũng không phải là một khó đâu. Tuần sau học và tư tưởng Madeline mới nó khó thôi. Anyway, giờ đàm đạo cũng muộn rồi thì mình xin phép mình off nhé. Cảm ơn mọi người đã chơi với mình hôm nay. Đã ngồi với mọi người rất là vui ạ. Lần đầu tiên được host cho cả Thiện, cả Đường, Thiện với cả Đường. May, rất là may bởi vì là nó diễn ra suôn sẻ. Bye.